hát á cũng ai. Như cứu ra ngoài cây dừa. Nấu nấu ăn với dừa. Dừa. Dừa mẹ ơi, con mà dừa mẹ. Mẹ ơi. Mẹ đâu có tiền đâu, giờ mua ai trả? Con bộ này cũng này, bộ này số máy để mẹ nói mẹ bộ người con số máy. Mẹ ơi mẹ. Lấy cái bộ cho số lớn lớn mình xin. Thôi mẹ lấy đủ luôn. Thôi bà tốt. Mẹ cặp không làm được không? Cà tím tím đẹp đẹp chị. Mẹ cà nước ba trả tiền. Cà nước ba trả tiền mà cái nó không dừa. Ai trả? Dừa. Mất tiền. Ba ngày tố ở nhà hơi quê hết rồi. À. Không phải tố, thử cái ăn đi. Cái ăn đi. Mặn. Mặn hồi nậu à? Không chua thấy mùi nậu vậy? Không chua. Mà rất thọ. Chắc chắc chắc. Cha đồ đẹp à? Đồ đẹp quá trời luôn. Đồ đẹp hơi bị nhiều, sát ngố các kiểu. Ai là trừ là cũng như anh không có con trai. Riêng là thời gian là em tranh thủ với em không ấy. Ở nhà cũng hoàng cái này mình mà lâu không chơi, lâu không chơi. Trai mua Nguyễn. Lâu không có buổi thì chắc chịu. Tại nào có cái cây tím tím đẹp đẹp đâu rồi? Rồi chị nào vô rồi tương tác lên luôn dùng Nguyên nha. Có cái cây móc đồ mà. Dạ dạ. Cho bài chú tịch. Mẹ ơi mà. Cái cây. Cái cây à chị? Đưa vô nó coi. Cái gì? Lấy cái gì lấy hết. Rồi vô thôi chị em mình ơi, lên bán tặng cho chị em mình mã áo đang mang nè. Vô nha, xịn sò nha. Cho lên màu cái mã đi đi sao. Thay chị em mình 55 kg quay đầu chị em mình. Đây 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 nè, đi vô đây rồi, chưa chọn nè. Có mã đồ vẽ, có xịn sò. Cái này mày bỏ vô cái đó. Mẹ ơi. Hai cái con màu đỏ. Mẹ ơi. Thầy vui. Không bao bạc xíu. Bên năm có bạc xíu. Mẹ ơi. Mấy có cái gì hai mươi liên quan cái cà phê chứ anh. Chứ đang cà phê biết ngày đi hai ly cà phê rồi. Mẹ ơi. Rồi vô đi dẹp mình ơi. Cái chày, cái chày út. Bấm giao hàng đi. Rồi vô đi chị em mình ơi. Hàng hồi tối đi chứ hả? Chị ơi chốt xong đơn là đi đơn rồi nha. Trật tự. Im lặng. Giữ trật tự. Chị 700 chính xác chị luôn mấy giờ ra. Chị ơi nếu như mà chốt đơn xong rồi là đi đơn rồi chị em mình nha. Cho lên cái mã áo này, bán tặng luôn cho chị em mình nhanh tay cái mã này đi. Nhưng còn à bả đào mà đang bả trên chính xác kia mấy thế lộn rồi, lộn rồi. Ngô Văn Sở Đà Nẵng ấy, Ngô Văn Sở Đà Nẵng ấy. Rồi ai vô rồi nha, tương tác lên luôn dùng Nguyên nha. Con này chị em mình 55 kg, 57 kg mang được hết, tại vì cái này giãn thì chị em mình nhìn. Cái này nó giãn chị em mình mix với chân váy xòe lên cực kỳ đẹp luôn nha, toàn bộ là hàng xịn sò lên luôn, bán tặng cho chị em mình mã này. Nguyên có rất là ít nha. Dạ mình tương tác lên luôn dùng Nguyên. Mẹ ơi mẹ lâu lâu ra con rồi cũng đỡ rồi kìa. Cái nào bị rách bị lỗi bên nhà em đổi nha. Khu môn đỏ đỏ nè. Hai cái. Mà đang là mặc định ở đâu mà bả ra. Mẹ ơi dục. Cúng dục chạy hơi sâu. Chán cha
ông chồng bà đọc chốt đơn tôi bốn kế giờ không có cái mua. Trang Lê nhiều quá chắc nhầm mấy chị ơi, chắc nhầm qua đơn của ai. Trang Lê nhiều quá rồi, lên luôn dùng nguyên nha chị em mình ơi. Có thấy cái màu vàng được có từng này cá hả xã, coi mà nó còn cái mua không xã. Được từng này cái màu vàng thôi, sao vậy mà 55 57 mang ok hết nhá. Tại vì cái này ở phần like của này có nhúng nè, có nhúng lên bán tặng cho chị em mình mã này. Im lặng của Nguyên bán hàng chứ. Rồi lên nha, bán tặng cho chị em mình con này, nó không có sai nha, lưu ý luôn dùng là không có sai. Sai này chị em mình 55 57 ký độ về là chị em mình chốt đẹp, lưu ý luôn dùng Nguyên vừa kìa, 55 57 ký độ về là chị em mình chốt ok. Lên luôn dùng mã tặng vàng, hình như là được có từng này con màu vàng, 5 con màu vàng nha, để coi thể lục lại hết. Lên luôn cho chị em mình luôn nè. Đây có vàng đây rồi nha, 6 con màu vàng, 7 con màu vàng rồi, lên bán tặng cho chị em mình mã này 7 con màu vàng thôi, kể con Nguyên đang mang. Trời ơi, lúc có đơn ấy chị gửi là cho bưu tá luôn giùm em nha, gửi hàng cho em chưa chị ơi, chốt đơn rồi là đi đơn rồi. Lúc có đơn ấy chị báo là bên nhà em sẽ nhận đơn hàng đổi về, hoặc là nếu xử lý được thì là bên nhà em sẽ bù tiền nhá. Ngày mai bên nhà em nhà xử lý xong, giờ Nguyên đang like rồi, chốt lên luôn nè. Đang bãi trên chiến xá cài của họ đẹp được này. Đẹp được chưa? Rồi ok, lên bán tặng luôn cho chị em mình mã nè, chị em mình nhanh tay nha. Nguyên bán tặng luôn chị em mình con này giá 4. Hàng 4 là nghe rẻ rồi. Hàng 4 là nghe rẻ rồi, cái này mà hot girl nó bán cho chị em mình bèo bèo cũng rơi vào tiền trăm. Tiền trăm nhá, cái này toàn bộ là tay bồng nhẹ nè, thun rút nè. Hai cô em nói gì? Rồi ok nhá. Lên luôn dùng mã này là mã tặng 49k vàng. Được từng này con chứ mấy, 7 con thôi. Tặng 49k vàng luôn dùng Nguyên nhá. Sai chị em mình 55 57 ký đổ về là chị em mình chốt đẹp. 59 ông quên lộn. 49k vàng. Được chưa? Chị nào lấy vàng lên vàng luôn dùng Nguyên. Đúng 7 con thôi. Mỗi con mỗi màu. Võ Thắm ngày mai chốt đơn luôn. Ok, Võ Thắm mỗi con mỗi màu. Võ Thắm im lặng nghe, cô Nguyên bắt đồ, cô Nguyên quánh đít giờ đó. Ôi, đây được 5 màu lận. 5 màu lận, đây nè, 5 màu nè. Mà chị làm vậy người ta mất tinh thần. Vàng cho chị Võ Thắm nè. Rồi ok, có rồi nha. Vàng cho chị Thúy Nguyễn 49.000. Chị Thúy Nguyễn 49.000. Bên nhà Nguyên có khi nào không xử lý đâu. Chị em thấy không? Bao nhiêu chị mua hàng nhà Nguyên có khi nào có vấn đề nhà Nguyên không xử lý đâu. Hàng lỗi, hàng như thế nào cũng xử lý hết này, cứ yên tâm nha, cứ yên tâm. Chốt lên luôn dụng mã này, tặng vàng cho chị NT Thảo Văn, được có 7 con vàng thôi, 49.000. Không có rộng lắm đâu, tại vì cái này của nó là thun lại này, bo lại này, cái này chị em mình eo bao nhiêu giãn ra cũng giãn ra hết. Chị nào lấy cái này lên cho mã tặng vàng 49.000 này, bao rẻ luôn, chị em mình cứ đi dạo khắp đi. Con này không ai bán, chị em mình giá tầm giá này hết 49.000 con. Còn 3 con màu vàng, chị nào lấy vàng lên vàng luôn dùng Nguyên cho cái màu xanh ngọc. Đang like ai biết đâu, phía bên có máy tính kìa. Lên mã 49k vàng luôn dùng Nguyên nhá, chị nào lấy nhanh tay lên luôn dùng Nguyên nhá. Tối nay rất là nhiều mã đẹp luôn, nhiều mã đẹp, nhiều mã rẻ. Cho thêm cái điện thoại nữa, cho thêm một cái điện thoại nữa thôi. Rồi cho lên màu xanh ngọc đi cả, ở dưới này màu xanh ngọc, ta cho cái màu xanh ngọc đi. Cầm cái khéo chồng cho buộc cái út nghe, cho lên màu xanh ngọc. Vàng chị Trang Thi Hương Hồ, Trang đây này, Trang không Thi Hương Hồ này, Thi Hương Hồ này 49.000 nha chị em mình ơi, chị em mình tranh thủ lên luôn dùng Nguyên. Thằng 49k. 55 57 nhiều chị có duyên lắm. Xanh ngọc nè. Xanh ngọc nó có bao nhiêu con? Có cái nhưng mà 55 57 ký độ về. Còn có cái xanh ngọc á. Có một chút này nè. Trời ơi, màu xanh ngọc này tình yêu. Rồi lên mã tặng xanh ngọc. Alo. Xanh ngọc có được từng ngày con thôi. 55, 57 ký đổ về là chị em mình chút đẹp. 57 ký, tại vì cái này nó giảm nhiều nè. Từ từ. Nào thì hỏi ban có rồi. 60 ký mang vừa không à. Cái này nói chung là chị em mình giảm nhiều lắm luôn. Vừa hết chị em mình ơi. Thậm chí khách nhà Nguyên người 60 ký vẫn mang ok. Tại vì cái này nó giảm theo form nè. Chị nào thì Thảo Văn có rồi nè. Giảm theo form nè. Rồi lên luôn như thế này. Hình như là trắng có ít thôi. Rồi lên luôn như mã xanh ngọc. Đẹp chưa? Xanh ngọc 49k chị ạ. 49k okay, nè, có rồi 49k xanh ngọc cũng được từng này con thôi nè.
số lượng con này rất là ít, lâu lâu mới có được áo kiểu mà vừa rẻ và vừa đẹp như thế này chị em mình đâu. Nên là chị em mình tranh thủ nhá, chị nào lấy cái này lên chung mã này là mã trắng. Lê Phượng xanh ngọc. Xanh ngọc Lê Phượng. Chị nào lấy xanh ngọc lên xanh ngọc luôn dùng 49.000 con này bao rẻ. Nha. Còn bộ là hàng shop hết. Trắng cho chị Mỹ Hạnh Hồ. Trắng còn chị Mỹ Hạnh Hồ con. Thấy rồi. Trắng ở đâu nè? Dưới này nè. Dưới con hồng kìa có được mấy con trắng chứ mấy. Xanh ngọc cho chị mắt méo. Xanh ngọc cho chị mắt méo. 49.000. Xanh ngọc cho chị mắt méo. Rồi ai lấy xanh ngọc lên xanh ngọc luôn dùng nguyên này xanh ngọc ít. Vàng trắng cho chị nào Tê Thảo Văn có rồi. Vàng có rồi, trắng có rồi. Rồi chị nào lấy xanh ngọc luôn dùng nguyên nhá. 49k xanh ngọc con này bao rẻ. Toàn bộ mai nhúng hàng này, toàn bộ hàng mai này chị em mình. Cực kỳ đẹp luôn. Ủa, nha. Này, hàng này chị em mình mua tiền bèo là tiền trăm nghìn đấy. Chị nào lấy xanh ngọc lên xanh ngọc luôn dùng nguyên. Chút lên xanh ngọc nha. Cho lên màu hồng đi sao. Ok nè, Tê Thảo Văn có rồi. Cho lên màu hồng đi. Xanh ngọc chị mắc méo có rồi. Rồi lên luôn dưỡng mã hồng. Còn hồng còn trắng nữa là hết đúng không? Hồng trắng nu, ba tông màu nữa. Còn cái hồng này kiểu khác. Nu nhiều hơn. Ôi hồng này kiểu khác rồi. Còn hồng kiểu khác rồi. Hồng này kiểu khác rồi. Cái này kiểu khác rồi. Trắng kiểu này rồi chị em mình ạ. Trắng cho lên cái trắng đi sao. Trắng cho Hà Hương Hồng Nghĩa. Trắng kiểu khác rồi. Trắng kiểu khác rồi. Xanh ngọc thì chị Ngọc Thanh. Kiểu khác rồi. Khác à? Kiểu này à? Ờ đúng rồi, đúng rồi. Ok. Rồi nhá, chị nào lấy xanh ngọc, chị nào lấy kem lên kem luôn dùng nguyên nè, trắng cho chị Hà Hương Nguyễn rồi. Chị nào lấy xanh ngọc chốt nhá, qua mã cho chị em mình thôi, lên nhanh tay luôn cho chị em mình luôn. Rồi bán tặng tiếp cho chị em mình mã áo nè. Im lặng nghe, im lặng nghe. Không nói nhiều nha. Cô Nguyên bán hàng nha. Rồi, cái nào Nguyên có ít nè. Nguyên ơi, chị thiếu nữ rồi đó. Chị Ngọc Thanh có rồi đúng không? Thí Ngọc, vừa chị ơi. Lê xanh ngọc. Xanh ngọc cho Cẩm Lê. Cẩm Lê, Thí Cẩm Đặng Lê. Dương. Thí Đặng Dương thông tin. Lên thông tin cho em nha. Không phải nhiếp đâu. Bạn nhiếp không phải nhiếp đâu. Thí Đặng Dương, Thí Đặng Dương lên thông lên tin thông tin cho em. Trời ơi, cái này có ít thôi. Bo rít kiểu nha. Toàn bộ là theo. Toàn bộ là theo con nè, đẹp lắm. Cái này có từng này con thôi nè. Mỗi màu có con hai con thôi. Bo rip nha, này là trẻ mình 60 vẫn mang ok. Mang ôm body, toàn bộ là theo. Vàng cho Hồ nè. Toàn bộ là theo hết nè, trẻ mình nhìn nè. Ờ vàng đấy đấy. Đây, lên luôn dùng nguyên mã này là mã tặng theo kèm màu. À kèm màu luôn dùng nguyên. Tặng theo kèm màu nhá. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên mã tặng theo kèm màu. Úp cái này không này. Úp. Bấm vô con quạt con quay luôn kìa. Chị bấm hình nào nữa. Bo rít vàng cho vỏ tháp. Vỏ tháp hồi nãy có vàng rồi mà đúng không? Đây bo rít vàng nè. Bo rít vàng nè 49.000. Còn một con vàng. Thứ có con thôi. Mẹ theo có đen không em? Có đen chợ hai đen. Hai đen. Hai nu. Mấy hồ hồi nãy trắng hay là xanh ngọc hè? Một hồng. Hai trắng còn từng này mã thôi. Chị em mình lên nhanh tay luôn dùng nguyên nhá. 49.000. Ba ok chị Thúy Đặng Dương này từng này màu thôi chị ơi. Từng này màu thôi. Lên luôn dương mã theo trắng cho NT Thảo Vân nè. NT Thảo Vân, tay của nó là tay phối lưới. Theo lên màu đi chị vào chị Võ Thắm ơi. Đơn của chị Võ Thắm ngày mai bên nhà em chốt đơn nhá. Rồi lên cho mã theo vàng nè. Theo đen nè, theo nu nè, theo hồng, theo trắng. 49.000 con này bao rẻ luôn. Con này bao rẻ, chị nào chưa có cái này lên cho mã tặng theo luôn dùng nguyên này. Vàng rồi à, đen cho chị Thúy Nguyễn nè. Đen cho Thúy Nguyễn này có từng này con. Đen cho Thúy Nguyễn nè. À, trắng cho NT Thảo Văn có rồi nè. Nu cho chị Ngọc Hiếu nè. Nu cho chị Ngọc Hiếu nè. Hồng cho chị Lê Thị Huyền Trang nè. Hồng Lê Thị Huyền Trang nè. Rồi còn từng này con thôi. Vàng, đen, trắng, nu bốn con. Mã này chị nào chưa có lên luôn dùng nguyên nhá. Đen cho chị Khánh Uyên. Đen cho Khánh Uyên. Đen cho Khánh Uyên còn ba con. Còn ba con. Hồng hết rồi trời. Thế cho chị Võ Thắm còn là cho chị Võ Thắm đi. Hết mã theo. Hết mã theo nhá. 49k hết mã theo. Chị Võ Thắm. Võ Thắm. Rồi tiếp luôn dùng nguyên cái mã này. À út dặn rồi. Cái mã này á hôm bữa Quân mang like chị em mình thấy không? Canh nhau đấy. Hết rồi. Hết rồi.
Rồi lên luôn dưỡng mã này là mã chữ. Hết rồi chị Khánh Uyên ơi. Hết rồi nha. Đây đây đây. Chị ơi cái này là bó rít. Trời ơi con nè. Con này hôm bữa có mang cho dẻ mình con rồi nè. Con này lên bao đẹp luôn. Con này riêng con này lên bao đẹp. Hôm nay dẻ mình 60 thì sẽ làm mang ôm body. Vì giãn nhiều như thế này nè dẻ mình nè. Giãn nhiều lắm luôn. Chị nào cái này lên cho mã lưới kèm màu. Lưới kèm màu Nguyên lên luôn cho dẻ mình là 49k lưới kèm màu. Con này cực kỳ là nhiều mã đẹp luôn. Chúc lên luôn dùng mã lưới kèm màu. Chị ơi mã trắng gì chúc mã lưới luôn dùng Nguyên. Comment luôn dùng mã lưới nè. Lưới đen hai nè. Lưới hồng nè. Lưới trắng nè. Lưới nu nè. Chốt lên luôn dùng mã lưới kèm màu luôn dùng Nguyên nhé. Chị em mình lên không cái màu mình không biết là lấy mã cái nào đâu. Chị ơi 60kg là sẽ là mang ôm body. Chị Khánh Nguyên ơi làm chi còn nhiều đêm hè. Được nha chị Hồng Văn Nguyễn ơi. Hả? Được nha. Chậm lên chậm đi. Rồi lên luôn dùng Nguyên mã này. Chốt mã lưới nha, lưới này bao xinh luôn. Nguyên sẽ đi thử cho chị em mình con một con lưới. Sẽ thử cho chị em mình một con lưới. Bao đẹp luôn. Từ từ nhé. Út hút ra sữa nè. Lãi rồi. Đúng rồi, có út mà không mua quá vô. Hút ăn cái đây em hút nè, hút nè cho tình cho hút nè. Không. Đây. Rồi lên luôn dùng mã này mã lưới kèm màu. Áo trong người còn không? Còn đây chị ơi. Còn màu khác hình như vàng thấy không? À, áo trong người còn một cái vàng đang mang mới mang tháo ra phải. Đúng không? Cái gì? Lưới vàng cho chị Phan Thị Vi. Phan Thị Vi lưới vàng. Ở phía sau em lên rồi. Ủa có con đây. Trời ơi có con màu vàng. Có gì nhắc một con màu vàng. 49.000. Tại ưa màu vàng nên là bóc con màu vàng mang luôn. Lưới đen cho chị Diễm Kiều. Lưới đen cho chị Diễm Kiều. Đây có một con vàng thôi. Một con vàng thôi. Lưới vàng em hết rồi lưới đen cho Diễm Kiều. Không có chị ơi. 49k chị ơi, 49k. Lên luôn dùng mã lưới kèm màu. Chốt lên mã lưới kèm màu bao đẹp luôn. Form này chị em mình 60 chị em mình mang vô tư luôn. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng. Im lặng nghe để cô Nguyên nói. Rá rắc cùi. Lên luôn dùng mã lưới trắng cho chị Hồng Phụng. Lưới trắng cho chị Hồng Phụng. Lưới đen, lưới hồng, lưới trắng, lưới nâu. Từng này con thôi. Chị nào lấy lưới lên lưới 49k luôn dùng Nguyên nhé. Bao rẻ và bao đẹp. Nhà lên mã lưới luôn dùng Nguyên kèm màu. Áo phía sau của Nguyên là đầy đủ size đến 65kg nhé. Có size đến 65kg. Chị nào lấy lưới lên lưới luôn dùng Nguyên. Comment lên lưới dùng Nguyên nhé. Đây bỏ mã lưới xuống ai lấy mã lưới chốt mã lưới luôn dùng Nguyên nhé. Cái phía sau ba kìa. Xuống phía sau ba còn mấy con lẻ tẻ kìa. Không phải mà đá phía sau đằng sau kìa. Đấy phía sau luôn. Cái nó có mấy con thôi. Cái này là cổ vung tay bồng. Tại vì cái này về khách dặn trước cái này bị dơ xíu, cái này do bị tọt bao này. Lưới vàng là hết rồi đúng không? Hết lưới vàng rồi. Hết lưới vàng. Còn lưới đen, lưới hồng, lưới trắng. Còn đen, hồng, trắng thôi, hết lưới vàng nha. Chị nào lấy mã nào lên màu nào lên màu đó và hết vàng rồi chị em mình ơi. Nuôi cho Trang Lê. Nuôi cho Trang Lê, lưới vàng em hết rồi. À, một cái màu nu phía sau. Ok chị Ngọc Văn lấy CM là size nhỏ nhé. Trang Lê kính. Cái này nè, ghi mã công ty nè. Mã công ty này màu nu, CM là size nhỏ nhất nè. Ghi đây đây có luôn cho chị nè. Ok nè. Cái này cho chị Minh Huyền nè. Miêu hả? Cái này chị Minh Huyền. Của ai nữa? Minh Huyền 60 nè. Ủa mà đưa đây. Cái này bị dơ xíu nè chị em mình bị tọt bao nè. Bị dơ xíu cho trời. Thị Hương Hồ. Tay bồng nè. Đâu bị dơ một xíu xíu thôi. Lên mã 39k. Dơ xíu cái này chị em mình về giặt là được. Nha. Lên luôn dùng trẻ mình biết không? Còn bộ hàng ấy nhiều khi là trong túi. Không thể là bao nhiêu mã hàng. Một ngày đi bao nhiêu mã hàng thì không thể là mở từng cái từng mã ra kiểm tra được. Nên là nhận hàng Nguyên đều cho khách nhà Nguyên kiểm tra hàng trước khi nhận hết. Trường hợp thế. Thì đứa bà. Cho chị Ngọc Vân. Ngọc Vân.
Rồi lên mã 39K nè. 39 cái này cho chị Hanh Huỳnh nè. Á quên chị mang không vừa. Bỏ nu ra. Chị chốt chuẩn đi chị ơi. Chị chốt chuẩn đi chị nghe. Cắm cái này cho cả. Cắm cái sạc pin cái này. Rồi lên luôn dưỡng mã tay bồng. Trời ơi con này đẹp. Lên luôn dưỡng mã bồng luôn dùng em nhé. Ôi hai con cá. Rồi chốt lên luôn những mã bồng luôn dùng em nè. Bao đẹp luôn. 49.000 bồng. Chị nào lấy bồng hồng lên bồng hồng. Đúng hai con thôi. Một bồng hồng và một bồng nguyễn nha. Trắng 39 cho mày. Hết trắng rồi. Trắng cho chị Hanh Huỳnh rồi. Hanh Huỳnh. Trắng cho chị Hanh Huỳnh 39 rồi. Hanh Huỳnh trước rồi nha. Bồng hồng cho chị Hồng Văn Nguyễn nè. Hồng Văn Nguyễn nè. Lê Hạnh nè. Lê Hạnh nè. Rồi còn một bồng đỏ thôi là hết. Hết bồng hồng. Bồng đỏ thôi. Chị nào lấy bồng đỏ lên bồng đỏ luôn dùng nguyên 49. Lên mã bồng đỏ 49, chị nào lấy bồng đỏ 49 lên bồng đỏ 49 luôn dùng đi nhé. Hết mã bồng 49K hết. Comment lên mã đỏ 49, chị nào lấy đỏ 49 lên đỏ 49 luôn dùng đi. Chúc lên mã đỏ 49 luôn dùng đi nhé, một con đỏ 49 thôi. Ai lấy đỏ 49 lên đỏ 49 luôn dùng đi. Còn phía sau ba có cái mã dây. Chúc rồi mai đi điện luôn nha. À mai đi đơn rồi ok. Hết màu vàng rồi chưa? Mà em đang mang hết màu vàng rồi. Mã này quá. Mã Nguyên đang mang hết màu vàng rồi. Còn màu khác thôi, màu hồng, màu trắng. Bỏ cái nét ra. Còn màu hồng và màu trắng thôi. Ok mai đi đơn. Ok mai đi đơn nhé. Rồi tiếp luôn dùng cái con này. Trời ơi này đúng một con thôi. Đúng một con với giá 49.000. Chị nào lấy cái này lên cho mã nút. Nút vàng một con thôi 49.000 nút vàng. Ai lấy nút vàng? Con. Nút vàng 49. Con màu đỏ. Chị nào lấy nút vàng lên nút vàng luôn dùng nguyên nhé. Bông đỏ, bông đỏ cho thị hương hồ. Bông đỏ là cái bông này. Bồng đấy, bồng đấy, bồng đấy. Ok. Nút vàng cho chị Hồng Phục. Rồi lên luôn dùng mã xích. Xích có 3 con 49k con, chị em mình ráng chia sẻ bàn tay luôn dùng nguyên nhé. Trời ơi, cái này chị em mình có thể tháo ra hẳn cái dây này ra nhé. Riêng cái này chị em mình có thể tháo hẳn cái dây xích này ra nè. Nha, chị nào lấy cái này luôn cho mã xích kèm màu. Hai nu một hồng. 49k nhé. Xích này cũng có hai nu và một hồng thôi. Ai lấy xích lên xích 49k con này quá rẻ luôn. Nó là sự luôn, tay của nó là tay bồng nhẹ nè. Nút vàng cho Nguyễn Ngọc Lan. Cái gì? Hãy đợi. Nút vàng có con chứ mấy. Rồi lên dùng mã này làm mã dây đi. Chút dây luôn dùng ba con. Dây nha, nút vàng em hết rồi. Lên luôn dùng mã dây. Dây hai nu một hồng. Chị nào lấy dây lên dây luôn dùng nguyên hai nu một hồng thôi. Ai lấy dây lên nhanh tay luôn dùng nguyên dây nhé. Dây hai nu và một hồng. Chị nào lấy dây comment lên dây luôn dùng nguyên. Dây dạng dây xích nè, đẹp lắm chị em mình ơi. Chị em có thể tháo hẳn ra cái dây ra luôn. Tí này chị em có thể tháo hẳn ra dây. Chị nào lấy dây lên dây luôn dùng nguyên nhé. Chấm tương tác lên luôn dùng nguyên chị em mình ơi. Nhỏ nha, nó nhỏ nha, để like nha, không lắng nổi. Nu cho Kiều Trinh. Thì có chứ. Ré bên này ré không lại á. Rồi nha, chị nào lấy dây lên dây kèm màu luôn dùng nguyên. Dây nu, dây hồng. Dây nu và dây hồng, dây vậy mình thì tháo ra. Nu cho chị mắt méo. Mắt méo có cái bộ không chị ơi? Có bộ ngố thôi. Có bộ ngố thôi. Rồi lên luôn dùng nguyên cái này. Im lặng. Trời ơi, tôi ré ông lại trời ơi. Dây nu hết rồi. Còn dây hồng thôi trời. Còn dây hồng nha. Còn mỗi dây hồng thôi. Rồi lên luôn dùng cái mã này, cầm em lên luôn dùng mã chữ. Chút lên mã chữ, chị nào lấy chữ xong lên kè mình nha. Dây nu em hết rồi chị, em còn mũi dây hồng thôi. Hết dây nu rồi nha. Rồi lên luôn cho chị em mình mã này. Cảm ơn mã này là mã chữ luôn dùng nguyên nhá. 49.000 chữ hồng, chữ xanh ngọc, chữ trắng. Chữ nu, chữ vàng, cái này còn đầy đủ size này. Còn đủ màu này. Còn một cọc này nè. Lên luôn dưỡng mã này là mã chữ vàng, chữ hồng, chữ nu,
chữ xanh ngọc, chữ trắng 49k con thôi. Size này chị em mình mang mang ôm body, chị em mình 60kg vẫn mang ok. Ai lấy cái này lên chân mã này là mã chữ kèm màu luôn dùng nguyên nhé. 49k chữ, chị nào lấy chữ lên chữ luôn dùng nguyên 49k chữ nha. Chữ 49k luôn dùng nguyên. Ai lấy chữ 49 lên chữ 49k luôn dùng nguyên nhé. Rồi tiếp luôn, cái mã này thì hôm bữa rất là nhiều chị không được. Rất là nhiều chị không được cái mã này. Đây còn một cái theo vàng này. Còn một theo vàng 49. Còn một theo vàng 49. Cà phê Úc Trang. Còn một theo vàng 49, chị nào lấy theo vàng 49 lên theo vàng 49 luôn dùng nguyên, chị đứng rồi. Theo vàng 49 một con thôi. Ai lấy theo vàng lên theo vàng đổi điện thoại. Theo vàng 49 một con. Riêng cái mã này rất là nhiều chị hôm bữa không có nè. Theo vàng 49. Theo vàng từ đầu like ấy, mã này chị nào lúc đầu chưa có thì lên lại dùng nguyên nhá. Riêng like luôn dùng mã này là mã kéo, con này hôm bữa đã mang rồi. Chữ nớ em có chưa chị? Em không biết đâu chị ơi. Chị chốt lúc nào rồi? Theo vàng cho Hồng Văn Nguyễn. Trời ơi, hôm bữa rất là nhiều chị không được cái mã dây kéo này nè. Nha, comment lên chuông mã kéo vàng. Chữ vàng cho... Ủa, tại đâu có chữ vàng hả? Có chữ vàng sao? Có chữ vàng. Chữ vàng cho Kiều Trinh. Không, em không lên Thu Thái. 75 cô. Chữ màu xanh, màu vàng cho Minh Huyền. Chữ xanh và vàng cho Minh Huyền. Cho Minh Huyền, hết vàng. Cứ ghi chữ xanh cộng vàng. Cộng vàng. Cộng vàng. Rồi kéo trắng cho chị Hồng Phụng. Kéo trắng cái chị Hồng Phụng 49. Rồi lên mã kéo vàng. Toàn bộ là bo rip, cái này lên form đẹp lắm chị em mình ơi. Cái này lên form cực kỳ đẹp. Chị nào lấy cái này luôn cho mã kéo vàng. Theo vàng chị Kiều Trinh có rồi. Chúc lên luôn những mã này kéo vàng cho Khánh Nguyên. 49k vừa đến đá nè. Kiều Trinh là theo vàng hay chữ vàng? Hồi nãy là chữ vàng mà. Chữ vàng rồi nhưng mà theo vàng không có. Theo vàng Khánh Nguyên trước á. Cái gì Khánh Nguyên 49. Cái gì Khánh Nguyên 49, chị nào lấy cái này lên kéo chị vàng, kéo vàng cho Giang Pha 49k. Kéo vàng cho Võ Thắm. Võ Thắm. Võ Thắm 49k con thôi chị em mình ơi, chị em mình tranh thủ bao rẻ luôn. Cái này bao rẻ luôn, bao rít mà bao rít kiểu như thế này nha. Chị em mình mua nó thật sự là rít thường ấy. Người ta bán chị em được 70-80 nghìn con. Hôm nay chạy chị em mình rít kiểu này. Theo vàng là chỉ còn được có con lúc nãy thôi nha. Chị nào lấy cái này luôn cho mã kéo vàng. Kéo vàng này, kéo vàng cho chị Diễm Kiều con nữa nè. Rồi ai lấy kéo comment lên kéo luôn dùng 49k. Kéo vàng 49, Diễm Kiều. Rồi cho mã kéo đằng sau còn kéo đen thì phải. Kéo vàng Diễm Kiều có rồi, Võ Thắm. Nó nguy hiểm lắm á. Võ Thắm. Được hết chị Minh Huyền ơi. Được hết chị Minh Huyền ơi. Cái này là mang ôm body. Cho Su. Cho Su. Su ai kéo vàng cho Khánh Uyên. Kéo vàng cho Khánh Uyên. Rồi lên mã kéo đen 49. Chúc lên mã kéo đen 49, chị nào lấy kéo đen lên dùm nhé. 49k con. Rồi lên mã kéo đen luôn dùm em. 49k con nhé. Tối này lên bộ ngố cực kỳ đẹp luôn. Xong cái mã này lên chạy mình bộ ngố nhé. Xong mã này lên bộ ngố. Tay của nó là tê màu này đẹp nhỉ em mình. 49.000. Trời ơi, con này lên bao sang nha. Để thử cho chị em mình con này. Để thử cho chị em mình mã này. Kéo hoàn còn không? Kéo vàng cho Hùng Phục. Hùng Phục. Kéo vàng cho Hùng Phục. Còn lên chị em mình mã kéo đen nhé. Hiền 40kg à. Được hết. Cái này mang ôm body. Đây này chị em mình giãn vô tư thoải mái luôn. Rồi nhá, nguyên qua luôn cho chị em mình mã này. Bao đẹp luôn cái mã kéo đen. 49k có được cọc nào thôi. Cháu. Nguyên đi thử nhá. Chị nào lấy kéo đen lên kéo đen luôn cho chị em mình luôn. Kéo đen cho Khánh Uyên. Kéo đen Khánh Uyên đi thử luôn cho chị em mình. Kéo đen luôn cho chị em mình xem. Cái chỗ này đặt chị ơi. Nghe bến. Để cho chị Nguyên bó ngò. Thì không tính được. Thao về. Để chúng mua đây. Cứ để gà thon đây vậy. Chị. Để kêu ra lại qua đây là đồ meo. Chị ăn để ảm một đếm vậy nhé. Kéo à. Kéo đen. Kéo vàng đủ vô vàng này. Kéo vàng cho Minh Hiền à. Nguyên cho nó. Ok. Không nguyên ra cùng. Thế làm thê ra. Không làm thê. Bộ này mấy tiền nguyên. Bộ nó cũng 75 thôi. Rồi. Về thằng cô á. Đồ miếng đẹp lắm mà không biết cô là có nguồn gì. Rồi lên luôn dưỡng mã này là mã kéo đen. Kéo đen Võ Thắm, kéo đen Khánh Uyên. Kéo đen Võ Thắm, kéo đen Khánh Uyên. Chị nào lấy cái này luôn cho mã kéo đen luôn dùng Uyên. Đây này có từng này con Võ Thắm nè.
Khánh Uyên nè. Rồi nha, chị nào lấy kéo lên kéo bo rít hết nha chị em, mình 60 vẫn ok. Cái này tại vì hàng này nó giả. Chị nào lấy kéo đen lên kéo đen. Chị ơi chị chốt ok nha, em không đổ đi đổ về nha chị em mình. Đổ rồi, đổ rồi. Không đổ đi đổ về đâu. Đây là chị em mình tranh thủ chốt được cái gì chốt thôi, chứ còn thứ có cái mà chị em mình cứ chốt xong đổi. Chốt xong đổi nha, lên luôn dựng mã nè. Comment lên luôn dùng mã kéo đen luôn dùng nguyên nhá. 49k kéo đen. Chị nào lấy kéo đen lên kéo đen, có từng này con thôi, còn màu chi nữa không xã? Mã kéo này coi làm sao, còn màu chi nữa không, lấy luôn lên luôn. Đây nè, màu trắng phía sau nữa lại. Nè, đen không à. Màu trắng. Chị nào lấy kéo trắng lên kéo trắng 49. Đấy. Kéo đen cho ribbit. Bi rít chứ. Bi rít. Xin hảo, xin hảo. Rồi lên luôn dùng mã kéo trắng. Em la chứ em rác không lại luôn. Của giả anh để cầu thon nó mưa. Cái giờ họ rảnh thì không qua, cái thời gian họ like là qua. Nguyên ngay. Dạ. Giả anh để đồ mới đứa lên cầu thon nó gây tay cầu mưa qua tính tiền hãy. Rồi ok. Đó. Rồi chốt lên luôn dùng mã này là mã kéo trắng, còn kéo đen, kéo trắng và kéo vàng. Thì nào lấy màu nào lên màu đỏ luôn dùng nguyên nhá, 49k con. Ghê ghê ghê. Cái này vàng cũng mặc gì không vàng không cái trắng cho dạ. Khánh Yên, Khánh Yên, cái trắng Khánh Yên cầm bo nữa rồi, hồi tôi đưa hơi chụp. Dạ dạ, đưa để cho ảnh cầm. Rồi lên kéo trắng, kéo đen, kéo vàng. Cầm thấy chưa? Trắng, đen, vàng luôn dùng nguyên nhé. Rồi lên nhanh tay đi chị em mình ơi, chị nào chưa có mã kéo lên cho con đấy, xách về đi. Xách về đi. Chị nào chưa có mã kéo lên, mã kéo luôn dùng nguyên nhé. 49k con này bao rẻ luôn. Bao rẻ luôn, cái trắng cho chị Thanh cho Thanh nha. Cỏ thắm Thanh Nhàn. Cỏ thắm Thanh Nhàn. Ờ con lấy đi, nguyên cho con đấy. Thanh Nhàn. Rồi ai lấy kéo trắng lên kéo trắng, chị nào lấy kéo đen lên kéo đen luôn dùng đi nhá. 49k. View ít thế chị em mình ráng chia sẻ bàn tay lên luôn dùng nguyên nha. Mỗi chị em mình vô xem mai tương tác chia sẻ lên luôn dùng nguyên nhá. Rồi tiếp luôn dùng nguyên cái này. Cái này tặng mỗi chị một con luôn. Cái này nó còn lẻ tẻ. Cái này nó còn lẻ tẻ nè. Cái này nó còn lẻ tẻ tặng mỗi chị một con luôn, chia sẻ bàn tay lên luôn dùng nguyên nhá. Ôi trời, được một con mà. Đây. Dạ kiểu như thế này nè chị em mình nhìn nè. Cái này nó giờ nó lẻ tẻ cái sao chị em mình năm hai quay đầu. Thì chấm một xíu. Ngon. Ngon lắm mà. Ngon. Đó. Đó đi. Rồi lên luôn dưỡng mạnh á. À từ từ, con đã bao nhiêu ký mặt vừa ạ? Con này nhỏ thôi, size 50 52 thôi. Tặng 15k. Này bị chấm một xíu nè chị em mình nè. Chốt mã tặng 15, chia sẻ mạnh tay lên dùng nguyên nhá. Đi cái mã gì hàng lẻ, hàng xả, nguyên chị chốt cái gì nào chia sẻ thôi. Chốt mã tặng 15, chị nào lấy tặng 15 lên tặng 15 luôn dùng nguyên nhá. 15 nha. Comment mã tặng 15. Cái này em đang còn một con tím. 15k size 52 quay đầu. 15k size 52 quay đầu. Rồi lên luôn dùng mã này, mã tặng tím. Tặng tím, con này thun cốt tông tàu, size trẻ mình 55, à quên lộn, 60 đổ về. Tím trơn nè. Nhưng mà chị nào đang chia sẻ thì chốt, còn chị nào không chia sẻ bỏ qua nhé. Chia sẻ nhé, chia sẻ nhé. Kéo trắng cho chị Nguyễn Tường Vi. Kéo trắng cho chị Nguyễn Tường Vi. Nguyễn Tường Vi. Rồi nhá, lên luôn dương mã tím. Tím cho chị Hồng Phụng. Comment mã tím Hồng Phụng. Tím Hồng Phụng 20. Rồi lên luôn dương mã cam 20. Cam 20 luôn, còn từng này con nữa là hết rồi nè. Lên luôn dương mã cam 20, chị nào lấy tặng cam 20. Kéo vàng còn không? À, kéo vàng. Kéo vàng. Cái vàng bên kia cũng thật. Bên tay phải kìa. Rồi lên luôn những mã này, mã cam 20k luôn, phom này đẹp lắm chị em ơi. Phom này đẹp lắm nè, còn bao nhiêu con cam bán tặng luôn kia vậy, mình là 20k. Chị nào lấy cái này luôn cho mã tặng cam 20 được này con này. 4 con 20, chị nào lấy cam 20 lên cam 20 luôn dùng nguyên. Ôi trời ơi con này. Thôi đúng một con. Cam cho chị Văn Anh. Cam chị Văn Anh. Cam Văn Anh. 15 hết rồi chị Anh Phương ơi, cam cho Khánh Uyên. Kéo vàng cho Hương Nguyễn có rồi. Còn hai con cam, chị nào lấy cam lên cam. À, từ từ mã nát hết rồi chị Hương Nguyễn ơi. Mã nát hết rồi. À, từ lên luôn những mã này. Trời ơi. Trời ơi, cái này có đúng con thôi. Chị nào lấy cái này lên cho mã. Túi nu. Túi nu kéo luôn cho chị em nè, cho Yến cô Đỗ. Yến Đỗ cái này. Cô Yến Đỗ cái này. Rồi lên luôn những mã nu. 49k nu bo rip xịn luôn cho chị em mình luôn, dày. Và trẻ mình nếu trẻ mình 60 là sẽ mang là mã ôm body nhá. Chốt mã này lên chốt mã này là mã túi nu, một con túi nu. Giá này đưa trẻ mình 49k. Tím hết rồi, có con tím còn hồng thôi. Còn hồng thôi. Nên rồi nha. Nhiêu? Túi 49, Boris nha. Rồi lên luôn dùng cái này. Trời ơi, cái này ai không lấy mình tắt nhá.
tím hết rồi còn cam thôi. Cái nào mà chị nào không lấy nguyên phát, cái này có đúng một con thôi, còn đúng một con thôi. Túi cho V anh. Văn anh chứ V anh vậy. Cái này dạng của nó không phải là phom này phom lửng lửng ấy, theo nè. Lên luôn dưỡng mã này, mã tầng 45 luôn, đúng một con thôi. Túi văn hết nha, cô Yến Đỗ ơi. Rồi lên luôn dưỡng mã này, trắng. À, lưới trắng kéo cho chị Nguyễn Thị Duyên. Trắng kéo cho chị Nguyễn Thị Duyên, đây nè. Đấy. Rồi lên luôn dưỡng này. Trắng nào đấy chị Thanh Nhàn ơi. Chút mã 45 theo luôn dùng Nguyên đi. Mã này là mã có cổ, 45 theo, chị nào lấy 45 theo lên mã 45 theo luôn dùng Nguyên nhá. 45k. À, Võ Thắm ơi, túi nu Nguyên hết rồi. Ba đứt cái ống vô đi bà. Đấy. Nu hết rồi. Rồi. Ở đâu rồi? Bên kia kìa. Lên cho chị em mình mã này đi, thử qua cho chị em mình mã này mới đẹp. Mà rẻ. Mã này rất là rẻ. Trắng cho Khánh Yên. Trắng mã nào? Trắng mã nào? Ôi Khánh Yên ơi, sang trên thủ săn cái này về. Săn cái này về đi thử cho chị em mình mã này. Xong cái à quên, để lên luôn cho chị em mình cả set ngố đây. Đóng cửa đi sao? Đóng cửa đi. Like xong cái mã này đổi qua set ngố, đóng cửa đi sao? Hai cho nó nhanh cái video đó. Ôi chàng béo. Cái gì béo? Theo Nguyên hết rồi nha. Cái mã này không biết còn ở đâu không. Cái mã này không biết còn ở đâu không. Trời ơi, cái này chắc bao sướng luôn, không khác gì Thung Thái hết. Ngang với Thung Thái. Mà Thung Thái, đây nè, chị em mình nhìn nè. Toàn bộ phôm của nó là phôm dài như thế này nè, gần như là phủ mông giáo quần. Và phôm nó phôm bự. Chia sẻ đã hả. Cái này đến 65kg vẫn mau ok luôn dù Nguyên nè. Được chưa? Màu này là màu, màu này màu gì? Màu hồng phải màu hồng, mà màu tím cũng phải màu tím. Nha, chốt lên luôn dùng nguyên túi con hết rồi cô Yến Độ ơi. Túi hết nhá. Rồi lên luôn cho trẻ mình mã này. Comment mã này. Chốt mã này lên luôn dùng mã tặng. 39k. 39k trẻ mình lên chia sẻ luôn dùng nguyên nhá. Con này về không xịn không đẹp, vậy em mình đi ra ngoài mua con này, đúng con này phải mua gấp 3 lần như thế này. Rồi nó gấp 2 lần thôi. Gấp 2 lần. Bèo vậy mình sẽ mua với giá 80.000 con này, đúng chắc như thế này. Nha, Nguyên lên luôn cho em mình bán tặng như em mình con này, giá luôn cho em mình là 39.000. Riêng áo thun thì chưa bao giờ nó rẻ như thế này hết. Nha, mờ quá à. Mickey. Cái này bình thường. Dạ không, không vừa đâu. Cho Khánh Uyên nè. Chị Phạm Thị Bích Phương chia sẻ lên luôn giùm em đã chị ơi. 39k yeah. Khánh Uyên nè, chia sẻ lên luôn giùm em nhé. 39k mà chị em mình bỏ qua con này tiếc lắm, cho Đỗ Như nè. Bao đẹp luôn, cái này mua cả chục về mang cho nó sướng luôn ý. Toàn bộ là có tông mịn nha. Là Thung Thái. Trời ơi, từng họa tiết này toàn bộ họa tiết cute hết. 39.000. Người nói là riêng ai? Kim Tăng Phan Hảo nè. Kim Tăng Nguyễn nè. Kim Tăng Nguyễn nè. Rồi chị nào chưa có lên luôn dùng mã tặng 39k luôn dùng nguyên bao rẻ. Tặng 39 luôn, bao rẻ luôn. Cái này là họa tiết cô gái. Chúc mã cô gái nha. Cô gái cho chị Phạm Thị Bích Phương con. Phạm Thị Bích Phương con 39k. Trời ơi. Khánh Yên 2 cái. Khánh Yên thêm con. Khánh Yên thêm con. Họa tiết này họa tiết cô gái. Bao cô ta luôn, cùng màu luôn. Cùng màu. Nguyên lên luôn trẻ mình con này giá 39.000. Tiên nổ không trời. Này trẻ mà nhìn cái độ giãn của nó này. Thậm chí 65kg vẫn mang được luôn. 65kg trẻ mình vẫn mau ok con này luôn ấy. Chốt lên luôn dưỡng mã này là mã gái luôn dùng Nguyên nhé. 39k gái. Chị nào lấy gái lên gái. Gái cho Khánh Uyên. Gái cho Khánh Uyên. Chị ơi em nói rồi, phôm này em đang 50kg em mang. 50kg em mang. Cái này là mang phôm rộng đấy. Mang phôm rộng, chị nào ưa thì chốt cho chị Diệp Hà. Cho chị Diệp Hà. Cái này là mang phôm rộng, dạng phôm rộng. Rồi nhá, chị nào chưa có mã này lên luôn dùng mã tặng 39k gái, bao xịn luôn. Nè, chị em mình từ nhìn từ đường kia mũi chỉ luôn dùng Nguyên nhá. Chị Nguyễn Trâm, chị Diệp Hà chia sẻ lên luôn dùm em nhá. Chia sẻ lên luôn dùm em. Mỗi chị vô xem like cho ông xin một nút chia sẻ nhá. Mỗi chị vô xem like cho ông xin một nút chia sẻ cho Trinh Trinh nữa nè. Rồi còn được 3 con nè. Xinh lắm luôn, Nguyễn Trâm, Diệp Hà, Trinh Trinh. 39.000 cho chị Ngọc Thanh, chia sẻ lên luôn dùm em đi chị em mình ơi. Thật sự bán 39.000 chị em mình bỏ qua cái này là chị em mình là không chia sẻ. Chị Trăm Phúc 39 luôn. Trăm Phúc 39. Rồi chị nào chưa có lên. Chị Minh Huyền em nói từ nãy giờ là phôm to. Làm phôm to chị mang bự được thì chị chốt nha.
Đấy, cái này không có sai đâu. Hàng giờ thu giờ người ta làm form này là không sai nha. Rồi tiếp luôn dùng nguyên con này 39k bao rẻ, nhận hàng con này về giật mình luôn. Người nói thật sự luôn, cứ nhận con hàng này về giật mình luôn. Rồi lên luôn những mã dài. Màu này là màu mặn chín, trên trên có rồi. Cho chị Trung Lưu, chị Trung Lưu, Trung Lưu Yến Đỗ, chia sẻ đi trẻ mình ơi. Những cái mã này nó 39.000 mà trẻ mình lại tiếc một lượt chia sẻ. Đi đâu đảm bảo không đi đâu mua được giá 39.000 luôn. Gái con trong người cho chị họ chút nữa là hết. Con trong người nữa là hết. Trời ơi chắc nè, chắc nè. Trẻ mình Yến mua Yến Đỗ nào? Họ chút có chưa? Để. Thì Yến Đỗ thôi, Yến không Đỗ có. Chưa có hồi chút sao. Thế nữa. Thì tới chị Yến Đỗ thôi. Không tới chị họ chút nhé. Thế chị Yến Đỗ, cô Yến Đỗ là hết rồi. Đây nè, thái trên trên có rồi. Cái mà mặt là đây chị em mình nhìn nè. Là form này là form phủ mông dấu quần luôn. Chị em mình mua theo quần ngố, thành set ngố ok luôn. Đấy, còn chị em mình đóng thùng. Mang quần đùi, mang chân váy gì cũng đẹp hết nhá. Đấy, form này là form bự, chị em mình đừng hỏi bao nhiêu ký. Nói chung 65 kg đổ về là chị em mình chốt. Chị em mình ưa rộng, chị em mình mang rộng nha. Như nguyên 50 kg cũng mang được, chị em mình 65 kg chị em mình mang ok luôn. Được chưa? Rồi lên luôn dùng nguyên mã này. Chốt lên luôn dùng màu này, màu gì ta? Này chị em mình nhìn. Quay cận xíu cho chị em mình coi này. Quay cận xíu cho chị em mình từ đường kim mũi chỉ luôn. Hàng nè, nét này nạt chưa? Trên trên đó, trên trên mới được có con thôi trên trên thôi. Một con ở trên trên ơi. Rồi lên luôn dùng mã dài. Chốt lên luôn dùng mã này, hình chiếc dài ấy. 49, à quên lộn, 39.000 dài. Bao rẻ chưa? Bằng, ngon bằng. Nhưng mà béo. Thì là phải béo. Phải béo chứ. Hết 39 rồi nha. Thầy biết không? Béo là béo dừa. Béo là béo dừa. Rồi nha, chị nào lấy cái này. Gái hết rồi, hồng hết rồi. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng mã dài thôi. Dài này màu đỏ đô cho chị Linh Nguyễn. Chia sẻ đi chị ơi. Dài đỏ đô ấy. Màu 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 màu. Màu màu sậm luôn ấy. Màu đỏ đô ấy. 39.000 tầm. Rồi chị nào lấy chốt, tranh thủ lên luôn dùng nguyên. Rồi lên luôn những mã này, màu xanh non. Trời ơi, cái này hỏi tiếp thành chiếc dài. Hết rồi đến đây. Mã dài luôn. Mã dài cho cô Yến Đỗ. Mã dài cô Yến Đỗ. 39.000. Rồi tiếp lên luôn dùng này. Comment luôn dùng mã này là mã xanh nè. 39.000 hết. 39.000 hết. Rồi lên luôn dùng mã xanh. Trời ơi, chị em mình nhìn từ đường kia mũi chỉ luôn dùng nguyên đi. Con này bán chị em mình 39.000. Thế ra chị em mình lấy 49 người ta cũng không cho chị em mình chọc màu đâu. Có quần ngố lấy một con, có chị ơi. Có quần ngố đấy. Quân nói thật sự chị em mình đi mua 49, 59.000. Nhiều khi không có hàng rồi. Người ta không bán chị em mình giá này rồi. Cái này quân đi like 39.000 bán tặng mà cho chị em mình lựa từng màu nữa. Nha, chốt lên luôn dưỡng mã này là mã xanh luôn. Dùng nguyên màu xanh này nhẹ đẹp nè. 39.000 xanh. Chị nào lấy cái này lên luôn dưỡng mã 39.000 xanh. Quần ngố của nguyên là quần ngố u mì theo 49.000 con, chị nào lấy cái này lên trong mã xanh luôn dùng nguyên nhá. 49, ôi lộn, lẹo miệng. 39.000 xanh, chị nào lấy xanh lên xanh luôn dùng nguyên nhá. Xanh cho chị Kim Ngân. Kim Ngân. Em lên hai con, em phải lên trước chứ người ta chốt rồi. Em bảo lên tiếp con thì làm sao mà chốt được. Rồi lên luôn dùng mã xanh luôn dùng nguyên nhá. 39.000 xanh, chị nào chưa có xanh lên xanh luôn dùng nguyên. 39.000, bao rẻ chị em mình cứ dạo quanh khắp Facebook đi. Khánh Yên. Chị em mình cứ dạo quanh khắp Facebook đi. Yến Đỗ. Khánh Yên, Yến Đỗ 39. Rồi chưa, chị nào lấy xanh lên xanh ly dùng nguyên nhá. 39.000. Phát luôn 3 con, 5 con, 7 con về mang cho nó sướng đời ra vì nó quá là rẻ. 3 4 5 con. Cái đồ ở trên trên lấy cái mã này đâu nè? Cái mã khác. Mã chút, mã xanh đây nè, trên đâu nè? Ví dụ như lấy 2 con phải lên từ đầu chứ làm sao mãi được. Dài cho Ngọc Hiếu, dài đỏ hồi nãy cho Ngọc Hiếu. Dài cho Ngọc Hiếu, dài đỏ nè. Hả? Dài là cho Ngọc Hiếu. Xanh cho chị Minh Huyền. Lên thông tin cho em nha. Lên kèm thông tin luôn dùng nguyên 39k. Đảm bảo chị em mình con này bao rẻ rồi. Minh Huyền. Rồi lên luôn dưỡng mã hồng. Chúc lên luôn dưỡng mã hồng 39. Rồi lên luôn dưỡng mã này là mã hồng 39. Chị nào lấy hồng 39 đúng giá này là giá bán tặng luôn nè. Xanh cho chị Nguyễn Trâm. Xanh Nguyễn Trâm. Rồi ai lấy hồng comment lên hồng. Màu hồng này nhẹ tên luôn. Gần
Ngố từ từ chị ơi, ngố từ từ em coi ở đâu rồi đã. Hiện tại là chưa thấy ngố nó ở đâu hết. Từ từ. Mickey đỏ chi đó. 0976. Mickey đỏ chi đâu? Mickey đỏ chi đó chị ơi. Hồng cho chị trăm phút. Hồng cho chị trăm phút. Này. Rồi nhớ chị nào lấy hồng lên hồng. Hồng nè. Hồng trăm phút nè. Hồng yến đỗ nè. Hồng yến đỗ nè, 39k con. Trời bao rẻ, chị nào chưa có lên luôn giùm nha. Cảm ơn mã tặng 39 hồng. Hồng cho chị Hương Nguyên. Hương Nguyên. Hương Nguyễn. Hương Nguyễn. Hồng Hương Nguyễn. Rồi ai chưa có hồng lên hồng luôn giùm Nguyên, 39k vẫn sẽ lên chị em mã cuối cùng. Nha, chị nào chưa có hồng lên hồng. Rồi lên luôn cho chị em mã này xong luôn cho chị em mình bán tặng chị em mình mã ngố tương tác lên luôn giùm Nguyên đi. Ngố có tông tàu xịn luôn. Chia sẻ đi chị em mình ơi, tối nay cực kỳ nhiều mã đẹp mà view lại chán quá. Đi xin làng sang thế. Ok rồi. Lên luôn dưỡng mã ngọc. Từ từng này cái. Không phải ngọc. Màu này là màu xanh dương nhạt. Màu xanh dương dương nhạt nhá. Chị nào lấy cái này lên cho mã xanh dương nhạt luôn dùng nguyên. Có được đúng không? Đâu có bị đứng đâu đúng không? Xanh dương nhạt 39k. Ai lấy cái này lên cho mã tặng xanh dương nhạt 39k luôn dùng nguyên nhá. Bao đẹp và bao rẻ. Trời ơi. 39k đúng màu, toàn là những cái tông màu nhẹ nhàng dễ mang hết nè. Thế toàn là những tông màu nhẹ dễ mang hết, 39.000 xanh. Chị nào lấy xanh lên xanh bao rẻ luôn cái phone này. Chị em mình lấy 65kg vẫn mau ok. Chị nào lấy xanh nhạt lên xanh nhạt luôn dùng nguyên 39. Trời ơi, con hàng xịn đẹp như thế này mà 39.000 mà còn đứng đơ là như thế nào. Nha, cái buổi tối là như thế này thôi. Rồi chị nào lấy cái này lên chung mã xanh nhạt luôn dùng nguyên 39k. Xanh nhạt 39. Xanh nhạc cho chị Phương Nguyễn ngồi. Không phải Phương Nguyễn nhiều người. Xanh cho chị Khánh Uyên. Xanh Khánh Uyên 39.000 xài 65 cái bạn mau ok. Hả? Thì bóc cho chị xanh này đi. 39.000. Xanh nhạc cho chị trăm phút. Xanh dương nhạc cho trăm phút 39. Trăm phút có rồi nha. Rồi ai chưa có xanh nhạc comment lên xanh nhạc. Nguyên qua luôn thì chị em mình xách ngố. Qua cho chị em mình xách ngố chắc có tông tàu miệng đẹp. Nhưng mà chị em mình chia sẻ lên đi. Chia sẻ lên đi, tương tác lên đi dùng Nguyên nha. Từ từ. Cái này đang còn này. Gì mà đây. Còn mấy cái váy này để tặng luôn cho nó gọn luôn này. Bán tặng luôn cho trẻ mình mã váy này cho nó gọn luôn cái đã. Yến đổ xanh nhà. Cái này là body xịn và toàn bộ là theo hết. Đây này chị em mình ơi, đang còn sót được mấy cái. Ok, cô Yến đổ nè. Cô Yến đổ nè. Cho chị Lai Trương kìa. Lai Trương. 39.000 đó con này, 39.000 nó quá là rẻ luôn. Rồi một cái hàng theo thôi. Hai cái mã theo. Hàng này hot girl nó bán cho chị em mình 155.000 một con. Nha, riêng con này là hot girl nó bán cho chị em 155.000 con. Nhưng còn được hai con mã theo. Bao rip dày. Bao rip dày tay bồng. Ôi chà ơi, tay bồng này. Chị em mình nhìn cái tay này. Toàn bộ là theo nè. Toàn bộ là theo nhá. Lên bán tặng luôn cho chị em mình con này luôn cho nó gọn được hai con. Cái này hàng hot girl nó bán cho chị em mình là 155.000 một con. Để mang đẹp là chị em mình tầm 52 đổ về là chị em mình chút đẹp. Và bo rip là bo rip dày, không phải hàng mỏng mảnh như chị em mình đó. Chị em mình nhiều chỗ người ta bán chị em mình cũng chạy bo rip, nhưng mà có rất là nhiều loại bo rip. Mỏng mảnh chị em mình bỏ vô máy giặt, giặt lần hai lần nó bong hết ra luôn, nó xịt vải hết ra luôn. Rồi lên luôn những mã này mã tặng luôn dùng Nguyên nhá. Ok cho chị anh lên luôn rồi. Bán cho chị em mình con này luôn. Hàng này đang lên bán tặng chị em mình 69k. Lên nốt luôn cho em mình hai con cuối cùng này, 49k luôn. 49k, chị nào lấy cái này lên chung mã theo đỏ xịn sò luôn dùng Nguyên nhá. Tại 52kg quay đầu là chị em mình mang được nha. Chị nào lấy cái này lên chung mã theo đỏ 49, được đúng hai con thôi. Chị nào lấy theo đỏ lên theo đỏ 49k luôn dùng Nguyên. Rồi đi gọi giá này đi cho nó gọn thôi. Gọn hàng thứ còn con nên lên gọn luôn cho chị em mình luôn và siêu đẹp luôn. Thật sự luôn cho chị em mình con này. Nè chị em mình nhìn đúng con này chị em mình mua. Cho vợ thám. Mua hàng trăm mấy chưa? Hot girl nó bán gì cho em mình 155.000 chưa? Tay của nó là tay mic lưới chấm bi như thế này nè. Theo đỏ chị Võ Thắm có rồi. 49k cái này không còn giá sỉ nha. Nó lọc đi. Theo đỏ nè. Theo đỏ đấy. Nguyên bán cho chị em mình. Nguyên bán cho chị em mình con này toàn bộ là dưới giá nguyên nhập luôn. Chứ chị em mình nghĩ con này đi đâu ra được giá nào. Con này dán của nó là dán xòe. Dán xòe con này chị em mình 55-57kg quay đầu này chị em mình chút đẹp. Theo đỏ hết rồi nha. Rồi lên luôn những này chị sấy ra lên đơn, chị sấy ra lên là đi từ lúc chiều. Rồi lên luôn những mã này là mã chấm bi. Con này váy của nó là dạng về váy xòe như thế này.
con được hai con váy xòe này nè, bo rip dài nha chị em mình ơi, lên 49k. Trời ơi, nó nói con áo thun không bán chị em mình, ở ngoài người ta bán vậy mình được 70-80 nghìn rồi đúng không, lên hẳn một con váy như thế này bo rip xịn nha, 49k luôn. Chị nào lấy cái này luôn cho mã chấm bi size 57kg đổ về là chị em mình chúc đẹp, chấm bi lên luôn dùng nguyên nhá, hàng xịn nha chị em mình ơi. Chị nào lấy chấm bi comment lên chấm bi luôn dùng nguyên, chấm bi chị Yến Độ, chấm bi được hai con thôi, 49k. Chị anh Lai Lương có rồi, anh Lai Lương màu xanh nhạt có rồi, đâu phải đỏ đâu, đâu phải đỏ đâu. Rồi lên luôn dùng mã tặng cam, trời ơi nè, Phương Nguyễn chấm bi, trời ơi cam nè, lên mã cam hết chấm bi nha. Chị em mình nhìn cái tay đủ xinh chưa, nhìn tay đủ xinh chưa, đây này chị em mình nè. Rồi lên luôn nhiều cam chứ không phải đỏ, màu này màu cam nhá. Rồi lên luôn những này chị em mình 52kg qua đời, chị em mình chúc đẹp bo rip dài dặn, cứ nhận hàng con này bao luôn cho chị em mình kiểm tra hàng luôn dùng nguyên nhá. Chị nào lấy cái này luôn cho mã tặng cam 49 đi cho nó gọn hàng, cam nha, cam cam, chị nào lấy cam chúc cam luôn dùng nguyên chấm mi luôn hết. Rồi lên luôn những mã cam 49, váy là dặn váy body, chị em mình nhìn form váy này đẹp chưa, đẹp chưa, 49.000. Chị nào lấy cái này lên cho mã tặng cam luôn dùng nguyên, còn được 4 con cam nữa là hết, 4 con cam qua luôn cho chị em mình. Mã bộ ngố, mã bộ ngố có trong tàu, ngố có trong tàu nha, cái gì này đây. Rồi nha, trắng lên hai luôn chị em mình, bộ ngố có trong tàu xịn luôn, xịn luôn, ai cũng bỏ qua cái mã này, tiếp theo chị em mình cực kỳ đẹp. Cam 49. Cam 49 là cái váy á. Hả? Mã này đã lên đâu? Váy cam à, nó à. Có chục lên mà nó lên. Đấy. Cam 49 đây nè. Cái mã bộ đã lên đâu? Mã bộ đã lên đâu? Cô Yến Đỗ. Rồi lên luôn dùng nguyên form này, đến 65kg vẫn mau ok luôn dùng nguyên. Trời ơi ơi, cái này riêng cái này 65kg vẫn mau ok, và được cái này nó có túi, như cái mã kia mã mã mà có cái hình con thỏ rồi nó không có túi, nhiều chị kêu là đẹp nhưng mà không có túi, hơi bất tiện xíu nha. Đây chị em mình nhìn phôm đã toàn bộ chất cốt tông tàu, chị em mình nghe cốt tông tàu là chị em mình biết đủ đồ đẹp rồi, không cần phải quảng cáo nhiều nhá, cốt tông tàu dùng nguyên nha. Lên luôn những mã này là mã ngố luôn dùng nguyên, bán tặng luôn cho chị em mình mã này. Lên luôn dùng mã tặng ngố cam luôn dùng nguyên nha. Tương tác với chị em mình ơi, toàn là sách đẹp, có màu cam, màu hồng và màu đen, ba màu cam hồng đen đến 65, từ 40 đến 65 là chị em mình mang ok hết con này, từ 40 đến 65 nha, nhớ luôn dùng nguyên là chất của nó là cốt tông tàu, đẹp lắm chị em mình ơi, và 65kg vẫn mang ok nguyên lên luôn cho chị em mình. Cái này có ba tông màu thôi à, bỏ lên ba màu đi sao, bỏ lên ba màu chị cho nên sáng ba màu, rút ba cái ba màu, ba bộ ba màu. Tay này chị em đến 65 cái chị em mình vẫn mang ok luôn dùng nguyên. Cái áo là phủ mông cháo quần luôn, chắc giãn cực kỳ đã nha, ba màu. Rồi lên luôn dùng nguyên cái mã này, bán tặng luôn cho chị em mình luôn, ba màu hồng cam đen, hồng cam đen, 65kg vẫn mang ok, từ 40 đến 65kg là chị em mình chốt ok con này hết. Nguyên lên luôn cho chị em mình cái này, trời ơi ơi chắc bao đã luôn nhá, bán tặng chị em mình, chia sẻ đi chị em mình ơi, view 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 ít thế, view quá là ít luôn. Bộ hồng cho Hùng Phụng,
Nguyên lên luôn cho dễ mình mã này nè. 79.000. 79.000, nhớ luôn dù Nguyên nhận hàng cho trẻ mình kiểm tra hàng. Cho trẻ mình kiểm tra hàng và form này 65 cái trẻ mình vẫn mang được nhá. Giảm nhiều lắm. Là toàn bộ của nó là chắc có tông tàu nha, không phải hàng có tông khô, giờ người ta nhái là hàng có tông khô. Nó rẻ hơn rất là nhiều. Đây trẻ mình nhìn chắc nè. Nhớ luôn dù Nguyên là bộ có tông tàu vừa mịn vừa mềm vừa mát, bản bo to, có túi sau nha. Chị nào lấy cái này lưu chung mà 3 màu thôi. Cái này 3 màu thôi. Không không. Đây nè, kiểu như bên kia kìa, nhưng mà thôi chị em mình vừa chữ vừa hình. Đấy bên kia đằng sau kìa. Sau lưng ba kia. Rồi nha, chị nào lấy cái này lên cho mã tặng 79k. Cái này không hề up lên trang cá nhân này. Tôi nói nhận hàng bộ này về bao sướng luôn. Cho cô Yến đổ. Cho cô Yến đổ hồng. Trời ơi cái mã bộ này mà sao chậm thế. Hàng này nó thật sự bán cho chị em bèo 120.000. Nhận hàng về 120.000 chị em mình vẫn thấy xứng đáng vì chắc nó đẹp lắm. Nha, chị nào lấy cái này luôn chung mã bộ hồng, bộ cam và bộ đen, ba tông màu nhé. Form này chị em mình từ 40 đến 60 chị em mình mau ok. Bộ cam cho chị Hồng Phụng. Cam chị Hồng Phụng. Cam cho Nguyễn Hữu Linh Sa. Cam Nguyễn Hữu Linh Sa 79.000. Cam chị Minh Huyền, em nói rồi là form này là form bự nhé. Đây này, đứng lại cho trẻ mình lần nữa cho trẻ mình nhìn lại cái form này. Form này trẻ mình lấy 65kg vẫn mang ok luôn dùm em. Đây form của nó đây nè. Quần nè. Được chưa? Áo này phủ mông giáo quần. Đấy, mặn lên trẻ mình giá 79.000. Bằng trẻ mình đi mua hàng thô chứ mấy. Người ta giờ người ta chạy TC với là cotton khô đồ các kiểu. Người ta cũng lên trẻ mình được hơn giá này rồi. Minh Hiền nha. Lê Hương. Rồi nhá, chị nào chưa có này lên chung mã này là mã 79k luôn dùm nguyên nhá. Minh Huyền Lê Hương. Cam với đen cho chị Hương Nguyễn. Cam đen cho chị Hương Nguyễn. Rồi ai chưa có lên luôn dùng nguyên nhé. 79.000 bao rẻ luôn rồi chị em mình ạ. Bao rẻ con nè. Đây là chị nào chưa có tranh thủ lên luôn dùng nguyên nhé. Đẹp hơn luôn. Đẹp hơn luôn mấy chị Linh ơi. Nhưng mà được cái là có túi nữa. Đẹp hơn. Cả đẹp hơn luôn nha, có túi sau nữa nè. Hello chị Mai Thị. Đen ở dưới đó. Đen đây chị em mình nè. Có túi chị ơi. Đẹp lắm, riêng cái bộ này chị em mình khỏi lăn tăn. Hai bộ. Có túi nữa. Hồng đen cho Thủy Lệ. Bộ đen cho Hồng Phụng. Hồng đen Thủy Lệ. Đen Hồng Phụng. Yến đổ thêm bộ đen. Thì Diễm Kiều như đi đơn rồi phải. Diễm Kiều là ở Tam Kỳ đúng không chị ơi? Hình như đi đơn rồi. Đen cho cô Yến đổ. Đây, Quân đứng như thế này rồi còn phải lăn xăng như thế nào nữa. Đây nè, mà được có là được hai túi nữa nè. Dáng nè, form nè, áo form to phủ mông giáo quần nè. 65kg mang vô tư, quần giả nhiều nha, mà thêm cái túi nữa. 79.000. Hàng đẹp nha, hàng đẹp nhá. Màu hồng, hồng cam đen. Hồng cam đen ba tông màu. Chị nào chưa có lên luôn dùng nhá. Hồng cam và đen. Bộ mặt sao đây? Hồng cam và đen. Được chưa? Chị nào chưa có lên luôn dùng nguyên. Hồng cam và đen. Chứ cho mạng mình đấy chứ bên đây thấy bình thường mà. Hồng đây chị nè. Buổi tối là chuyên gia như thế này. Còn set em up à. Chị ơi 2 ngày nữa mới có. 2 ngày nữa mới về lại chị ơi. Rồi nhá, chị nào lấy hồng lên hồng, chị nào lấy cam lên cam. Có bỏ cho xã mã đen ra nè. Một bộ màu đen này. Cho bộ một bộ màu đen này. View gì mới like có 9 giờ mấy mà đã view đã làng xèn như thế này ta. Like buổi tối chán, bữa nay là chuyển qua like buổi trưa thôi, không like buổi tối nữa. Buổi tối hôm nào like cũng view cũng chán hết. Rồi đứng đơ nữa. Đây, màu đen đây chị em mình nè. Được chưa, form to bự. Chị nào lấy cái này lên cho mã đen 79k đi luôn cho trẻ mình, như là người ta bán cho trẻ mình hàng thô, hàng khô, hàng TC ấy, hàng giả TC ấy, mới có cái giá này. 79k. Rồi ai chưa có lên luôn dùng nguyên nhá. 79k đen hồng và cam nguyên đang mang. Chị nào chưa có thì lên. Đen hồng cam ba bộ. Trẻ mình tương tác lên luôn dùng chút xíu trẻ mình ơi. Cam cho chị Diễm Kiều. Cam cái mã túi sách này nè. Cho chị Diễm Kiều. Hả? Bộ mặt kia nó ta còn đây. Cái gì Diễm Kiều. Rồi ok. Á chà, view có 52 view. 55 view sao lái.
chỗ này là đi nghỉ sớm rồi. Khi như thế này là đi nghỉ sớm thôi, như thế này làm sao dám lên hàng mới. Vừa chị ơi, không có tươi đâu. Thôi chị nào cứ ok chốt nữa. Chị nào cứ ok chốt thôi. Không có tươi đâu. Giờ không có dạy qua dạy này. Sao lại không thích tươi á? Trời ơi, đây 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 đây. Đây. Rồi lên luôn cho trẻ mình mã này. Em ở trên đường Hồng Văn Thái, em hết ba lỗ rồi chị. Ba lỗ ngày mốt có. Ba lỗ ngày mốt đơn cuối về 300 hàng nữa là hết. Hết sàn xanh ba lỗ luôn. Là ngưng cái mã ba lỗ vì ba lỗ chạy nhiều quá. Trẻ mình hỏi nhiều quá nên là lại về thêm đơn cuối. 300 mấy hàng, 350 hàng nữa là hết rồi. 350 hàng thôi. Nhiều ta. Rồi lên luôn giữ mã tặng 49k. Rồi thôi chị ơi, mệt quá. Bộ cam cho chị Kim Năng. Tự nhiên muốn tiếp hàng rồi rồi luôn. Còn cam cho chị Kim Năng. Bộ mang thôi. Bộ đen đẹp thế vậy mình lại không chốt. Nên lên hàng mà view ít là tiếc rồi rồi á. Hàng đẹp mà toàn bộ lên luôn chị em mình, giá nó thật sự là những hot girl nó bán cho chị em mình những con này rơi vào tầm giá gấp đôi nhà nguyên, nhiều chỗ thậm chí là gấp 3 lần. Thậm chí gấp 3 lần chị em mình vẫn thể mua được. Thôi toàn bán cho chị em mình giá này, giá phục vụ không ấy. Giá phục vụ lên luôn chị em mình bao rẻ. Không chị ơi. Không nha, con gom đơn mai gửi cho cô rồi. Ok cô, mai con gửi nha. Trời ơi, đúng không? Cả hot girl nó bán như vậy mình, con này là 150, 155 nghìn không? Mà bo rip nó không được dài dặn như thế này đâu. Bo rip nó mỏng hơn. Bo rip nó mỏng hơn vì đã từng đi mua rồi. Chị nào lấy cái này lên cho mã chấm bi luôn dùng nguyên 49k gọn kho. Được từng này con. Size này riêng cái foam này, foam xòe. Foam xòe là chị em mình 55-57kg vẫn mang được nha. Lên luôn dùng mã bi kem luôn dùng 49k. Rẻ hơn con áo khoác. Ờ quên, con áo thun luôn. Rẻ hơn hẳn một con áo thun luôn nha. Chị nào lấy cái này lên chân mã bi kem này, đẹp chưa? Bo rip dày nhá. 49.000 đi nhập không ra được giá này. Lãi đồng nào khỏi bán luôn với chị em mình thôi. Nha, chị nào lấy cái này lên chân mã tặng bi kem luôn dùng nguyên 49k bi kem. Tặng bi kem 49. Cái này, cái mã này 49k mà đứng cần ngơ luôn. Ấy. Rồi ai lấy bi kem, lên bi kem giúp đi. Còn bao nhiêu con này bán tặng lên cho trẻ mình. Bi kem, bi kem. Cái này Nguyên còn mấy con màu cam này. Bi kem. Của Nam này. Mấy con của Nam thôi. Cho em hai bộ cam đen chấm bi. Chị Hương Nguyễn hình như có rồi đúng không? Thêm cái chấm bi này nữa thôi nè. Hương Nguyễn thêm cái chấm bi này nữa thôi nè, 49k chấm bi. Chị mình yên tâm là những cái mức giá này đi nhập không ra được đâu. Đi nhập không ra. Nghĩ hai mã nào? Ai? Hương Nguyễn. Chưa biết mã nào hỉ. Thôi, bỏ qua đi, đừng chốt nữa. Không chốt nữa chị nghe, em không chốt đơn nữa nhé. Trên live ai muốn muốn xả cái gì á mà lên ngày mai chốt đơn ấy báo. Ai xả trên đơn xả hết đơn luôn. Đơn báo giờ sao biết. Xả hết đơn luôn, mệt lắm vậy mình á. Cứ chốt đã rồi cái xong lại hả? Bán tặng luôn cho vậy mình con này luôn. Cũng còn được từng này con màu cam size 57kg quay đào. Nhưng mà chị nào đang có đơn chốt nha, chị nào không có đơn thì thôi bỏ qua. 57kg quay đào. Tặng nó luôn cho vậy mình gọn kho và chốt cho chị nào chia sẻ. Bỏ đi, đừng chốt nữa. Chốt đơn mà cứ chạy qua chạy về đổi hủy tới hủy lui mất công lắm. Rồi lên luôn dùng mã này. Comment mã tặng áo nam. Bán tặng luôn cho vậy mình luôn 35.000. Á lộn, 15.000. Bán tặng nốt con này là hàng thông hơi co giãn 4 chiều và không bao giờ Nguyên đi nhập được giá nào hết. Size này dành cho các anh nam nào 57kg đổ về là chốt đẹp. Như thế nào đấy chị em mình ơi, sao đứng đơ thế này ta. Cả tệ hơn cả trưa luôn ấy, trưa like ok luôn ấy. Trưa view viết đồ ổn định hơn à, mạng nó không bị đơ nhưng mà thường là like buổi trưa nhiều chị không xem like được. Nhiều chị kêu là bảo có cái gì mà để dành đẹp đẹp thì để dành tối like. Thế chị có thời gian rảnh chị coi với. Xong tối lai có được đâu. Nó đứng đơ thế này nè. Nha, rồi lên luôn những mã này là mã tặng 15. Chị Hương Nguyễn là em bỏ hết đơn của chị nhé. Em nói rồi, chị em mình muốn đổ uống xả gì á, ngày mai chốt đơn rồi chị em mình báo đổ xả. Báo trên lai, xả hết luôn. Nha, như thế cho nó nhanh, nó gọn. Chị nào lấy cái này lên cho mã tặng 15. Cho chị Kim Tăng Nguyễn. Đứng biết. Bữa nay chuyển qua lai buổi trưa thôi chị em mình.
chị Kim Ngân không chia sẻ 15k luôn. Áo nam cho Cẩm Hiếu, ai chia sẻ chốt 15k. Diễm Kiều không chia sẻ, Lê Hương chia sẻ 15k chốt lên cho chị nào chia sẻ nha. Còn được từng này con rồi, giờ gọi là tặng ngót chứ bán gì cái giá 15.000 con áo. Mới nói thật sự luôn, 15.000 được tô hủ tiếu. Đấy, chị nào chưa có lên luôn dưỡng mã tặng 15k, hàng thun lạnh co giãn 4 chiều. Chị chốt lên cho những chị nào chia sẻ. Nếu chắc chuyển qua cái cho chị Trần Phương Thảo cái. Trần Phương Thảo cái 49.000. Alo. 15.000. 15.000 chốt lên cho chị nào chia sẻ thôi. Ai không chia sẻ bỏ qua nhé. Cái chị nào không chia sẻ bỏ qua. Ờ, cái mã 39.000 đang còn mấy cái màu đẹp. 39.000 đang còn mấy cái màu đẹp. Rồi nè. Chị Diễm Kiều, Lê Hương nè, Ngân Kim Ngân nè, không chia sẻ em không chốt được những cái mã hàng tặng nha. Cho chị Nguyễn Trâm, Nguyễn Trâm Kim Ngân 15, Nguyễn Trâm Kim Ngân 15, ai chưa có chốt. Thật sự luôn, trẻ mình nghĩ đi, tiền công mai cũng có, tiền vải cũng ra luôn nha, đúng bán tặng luôn mà. 15k thì chỉ bằng tô hủ tiếu chứ mấy. Trong khi là tiền công nè, cho chị Hana Phạm, tiền công nè, tiền vải nè, toàn bộ là thun lạnh co giãn 4 chiều. Bèo nhắc các chỗ nó chạy nó bán combo ấy. Nó chạy nó bán combo luôn cho chị em mình là 99.000 hai con. Thì là gần 100.000 con chưa? Áo quần gần 50.000 con chưa? Nguyên bán tặng luôn cho em mà nốt 15.000. Thì Nguyễn Trâm có rồi đó chị ơi, còn được 3 con. Nguyễn Trâm có rồi. Nguyễn Trâm có rồi. Khánh Uyên. Ngân Kim có rồi chị ơi, Khánh Uyên 15k, ai chưa có lên. 15k gọn luôn đấy. Bộ nam em hết rồi chị ơi, hết sành xanh rồi. Trời ơi, còn cái màu đẹp nè. Còn được 3 con màu đẹp, 49k. Trời ơi, còn được 3 con màu, 4 con màu đẹp. Màu này giống màu xanh cổ vịt ký. Mã này giống màu xanh cổ vịt. Sẽ coi cái điện thoại nó có bị mờ không. 15 cho chị Minh Huyền. 15 chị Minh Huyền. Trời ơi, 39k chốt lên luôn dùng mã xanh lạ. Nói chung buổi tối là mạng, hệ thống mạng chứ không phải là... Buổi trưa thì là co live xúc, không bị đứng, không bị đơ chị hết. Mà cứ tối Nguyễn thì Nguyễn Trâm có rồi. Mà buổi tối cứ đơ áo xúc thôi. Áo xanh cho Hùng Phụng. Áo xanh cho Hùng Phụng, áo nam cho chị Hiếu Võ. Hùng Phụng. Áo nam cho chị Hiếu Võ. Cái này 39.000, cái này cho chị Khánh Huyên. Rồi còn hai mã này lên xuống mã xanh lại. Xanh vịt cho chị Phương Phạm. Xanh vịt cho Phương Phạm. Rồi còn một con. Còn một con 39.000 con nè. Khánh Uyên có rồi. Khánh Uyên có rồi nhá, 39.000 xanh lạ. Chị nào đã xanh lạ lên xanh lạ luôn dùng 39. Xanh ngọc để chị cái. Xanh ngọc mã nào á chị ơi? Xanh ngọc mã nào? Mã máy tiền. Xanh ngọc là mã máy tiền. Lên rõ luôn dùm em nhé, 39.000. 39.000 chị nào lấy cái này lên cho mã lạ 39.000 size 65 cái độ về là chút đẹp. Ai lấy cái này lên cho mã lạ 39. Lấy lạ 39 luôn dùng nguyên nhé. Xin lại cho chị Kim Ngân. Rồi ok. Chút lên luôn dùng mã này là mã nâu. Màu xám đậm đấy. Xám đậm 39. Lạ còn không? Hết lạ rồi. Hết lạ nha. Không, cái này nào? Cái này 65 cứ quay đầu thôi. Hôm này không cần nó số ký. Xanh ngọc là cái này nè, không phải xanh ngọc, hơi đây nè, xanh nhạt nè, đây nè, đây phải. Xanh ngọc để chị một cái. Phải cái ngã này không? Đây cho bà xã lên đi, đó. Màu này á, màu này đúng không? Màu này đúng không? Ừ không? Màu xanh nhạt. Xanh nhạt, 39.000 xám đậm cho chị Trần Phương Thảo kính. Trần Phương Thảo kính, 39.000. Rồi nhá, chị nào lấy cái này lên cho mã xanh nhạt. Chắc mà chị em mình nhìn, nó rẻ quá chừng luôn. Áo thun quần đùi bộ nhà Nguyên bao rẻ luôn. Khám cho chị Phương Phạm. Khám Phương Phạm. Xanh nhạt đây. Chị nào đã xanh nhạt comment xanh nhạt 39 luôn dùng Nguyên nhá. Xám 39, xanh nhạt 39, bao rẻ chưa? Bao rẻ chưa? 39.000 con. Nha, chị nào chưa có tranh thủ lên luôn dùng Nguyên. Và size này trẻ mình đến 65 kg vẫn mau ok. 65 kg vẫn mau ok, xanh nhạt cho chị Hồng Phụng. Xám đậm đây, cho chị Kim cho chị Kim Tân Nguyễn. Nguyễn, Kim Tân Nguyễn. Rồi ai chưa có lên luôn dùng nguyên nhé. Áo nam hết rồi nha. Áo nam còn không? Đó. Phải. Đây áo nam còn tọc nữa nè.
Sám đi cũng 10 tiếng nữa. Sám 3 tiếng luôn. Nam đi mà cặp này xây nhỏ rồi. Nam còn cặp này xây nhỏ này chị em mình này. Nói chung là lên cho nó gọn hàng thôi. Xe này là xe bất chấp nha. Xe này là xe bất chấp. Hàng này là đang bán vậy mình là 29.000 con. Con này đang lên 29k hết ý. À còn xe L này. Xe 57kg quay đầu. Xe nhà hồn phụng cho kim ngăn này. Cái chị Khánh Uyên ơi, chị comment, cái chị comment rõ chị ơi. Vừa like mà vừa đọc comment của chị ở đâu đầu ấy. Comment cái gì comment rõ luôn giùm em đi. Rồi lên luôn dưỡng mã 15k xe 57. Còn xám không? Còn xám đây. 15 xe 57. Thanh lăng ngô. Xám và xanh nhạt luôn. Xe thanh lăng ngô. Rồi lên luôn dưỡng nào. Áo nam nhá, 15k nốt luôn, còn xe 57. Hàng này hàng Nguyên đang sale cho vậy mình là 29k con. Hôm bữa là khách bảo là nghĩ là 29.000 là chắc là mang không ra gì đâu. Nghĩ sao mà con áo 29.000. Xong cuối cùng, ôi trời, 29.000 mà con áo vừa dài vừa đẹp như thế này à. Nay bán tặng luôn cho vậy mình, còn mỗi một size và còn mỗi một màu. Size L nhá, chị nào lấy cái này lên luôn như thế này. Mấy hàng hồ áo nam cam kìa. Size L này. Rồi nhá, 15. Không biết. Hồi nãy là xây lỡ 15k. Chị nào lấy áo nam lên áo nam luôn dùng nguyên nhá. Còn cặp áo nam 15k con. Nói chung là vừa bán và vừa tặng. Đúng giá dọn kho luôn. Chị nào lấy cái này lên cho mã tặng. Tặng áo nam luôn dùng nguyên nhá. Nguyên lên nó luôn cho chị em mình là 15k. Nguyễn Phượng. Áo nam cho Cẩm Hiếu. Cho Nguyễn Phượng. Cẩm Hiếu hình như có con này. Lấy xây lỡ dưới sao. Xây lỡ dưới ở trên là xây mờ. Cẩm Hiếu là xây lỡ. Nãy giờ đang lấy xây lỡ. Nãy giờ đang lấy xây lỡ. Rồi tiếp nha. Tương tác với chị em mình đó. Live view này khác quá. Chiếc cặp cái cặp áo gió của mình ở đâu nè. Để thêm chắc cái này chỉ lai thằng lẻ. Cái này dành hàng mới lai xưa. Buổi tối là lai lẻ đi nha. Nam cho Hương nữa. Buổi trưa là lai hàng mới, buổi tối là lai hàng lẻ đi chứ buổi tối như thế này lai mà lai hàng mới thì nó nát hàng lên hết và lai đi lai về. Chị Hương Nguyễn có chia sẻ đâu? Bỏ đi. Mà chỉ hồi nãy đơn của chị hồi nãy bỏ rồi. Vàng phía sau CM cho chị Trần Phương Thảo. Trần Phương Thảo. Trần Phương Thảo. Đây này. Vàng CM ơi, Trần Phương Thảo 60 luôn. Vàng 60 Trần Phương Thảo. Trần Phương Thảo 60. Mã này sắp hết rồi. Mã này Nguyên sale hết cho nó gọn đấy. Mã này là Nguyên đang chạy là 79k con. Nhờ sale nốt luôn. 55kg cho chị Nguyễn Phượng lấy CM. 55 lấy chị Nguyễn Phượng CM. Rồi tiếp luôn dùng Nguyên con này. Chắc là bữa này phân ra. Buổi trưa là lên like hàng mới. Buổi tối là sẽ like hàng lẻ nha. Chứ còn không biết cái thời điểm này chỉ gì mà buổi tối tiêu cứ ô cha. Ô cha. Rồi lên bán tặng cho chị em mình cọc này. CL à. CL này. CM này. SML 3 size. SML 3 size. Rồi con này chắc thôi đã luôn với chị em mình thôi. Thôi cứ để đi ba. Kể mai chốt rồi bái chứ còn giờ cứ coi rồi cứ coi đi coi lại để đổ sai nó mệt lắm, rất là mất thời gian. Rồi lên luôn Dũng nè. Nha, chốt lên luôn Dũng mã nè. Trời chắc đã luôn. Túi hộp nhá. Hộp này hộp kiểu thôi. Nha, quần ống bo size 57kg quay đầu. Cái này đâu được sắp được 1 ri. SML lên bán tặng luôn chị em mình con này luôn, giá 45k con luôn đi cho nó gọn. Con quần này nhận hàng không đẹp cho chị em mình quay đầu. Đi, đổi cái điện thoại đó cho bà xã nè. Điện thoại này nó đứng mấy không coi được luôn. Đổi cái điện thoại nó thử nè. Hồi nãy mà mới vừa nói con này sale giá mấy. Con này như báo lộn giá nè. Con này đang đi 69k hồi nãy như đọc 45k lộn nha. Con nó không phải 45k vậy mà thôi. Đọc lộn nha. Rồi tiếp nha. Giờ chỉ lên hàng lẻ thôi. Nha, giờ chỉ sale hàng lẻ.
ráng cho tới 10 giờ rồi nghỉ. Lai hàng lẻ xíu nữa 10 giờ rồi nghỉ. Rồi mã này là mã 90 mấy nghìn nè. 95 nghìn sale lúc trưa nè. 95 nghìn sale lúc trưa, mua hẳn hai con áo sale 95 nghìn luôn. À, trời ơi. Sang toàn áo khoác hai lớp rồi hàng công ty. Rồi hai mã chiếc. Ai đó? Thí Võ. Rồi đang nè. Thì kêu là bảo ship đâu có thấy shipper nào cũng lý do là đâu có thấy shipper đi. Mà trong khi vô lóc cuộc gọi là đại cuộc gọi luôn. Đi tới 3 ngày. Rồi lên luôn dùng nguyên ba này. Bán tặng cho trẻ mình cái này, chip luôn dùng nguyên nhé. Chúc lên mã chip, ai đã chip lên chip luôn dùng nguyên. Tặng chip nha. 65k 10 con luôn. Cái này được 2 set. Xe 55 57 độ về thôi. Cái này được 2 set 55 57 ký độ về thôi trẻ mình nhé. Rồi lên cho mã tặng chip 65.000. Cái này như đang lên là 75 hay 79 gì đấy. 10 con. Giờ bán tặng luôn cho trẻ mình là 65.000 10 con. Chị nào lấy mã này lên cho mã tặng chiếc luôn dùng đi nhá, cũng hết rồi đó. Ta béo quá. Lớn quá à. Tại vừa sữa dừa vừa đậu đậu đỏ. Rồi lên những mã tặng chiếc 65.000 hẳn 10 con. Nha, mã đó thì là Nguyên đăng lên luôn cho trẻ mình là 75 hay 79 gì đấy. Mã đó nhiều người đặt rồi hỏi thêm không có, vì hàng này là hàng bô. Lên tặng nó luôn cho trẻ mình luôn. Không, ai không chia sẻ bỏ qua đi ba. Cứ để đấy thôi, ai không chia sẻ bỏ qua. Không có, ba đừng ghi cho ai hết. Không có ai chia sẻ hết trơn ấy. Ba bỏ vào bì đi, bỏ vào bì hàng lẻ đi. Cho một cái bì bì cam ấy, bì hàng lẻ xong. Sale hàng lẻ. Sale hàng lẻ chứ còn ai không chia sẻ bỏ qua. Rồi lên luôn dùng cái này, comment mã này là mã xịn. Mã xịn. Chị em mình để ý những cái mã nào mà em bán tặng ấy thì là em chỉ chốt lên cho những chị nào chia sẻ thôi. Rồi lên luôn dùng cái này. Chốt mã xịn, size này là size 57 58 độ về. Hàng này nguyên sale. Không nghe mà có gọi đâu. Mà làm chỉ có chuyện. Bên này á, đâu phải bảo là được đâu. Có app hết. Có phần mềm hết. Có app hết nha chị ơi. Chip cho chị Ngọc Hiếu. Chip cho chị Ngọc Hiếu. Chip cho chị Ngọc Hiếu. Rồi nhá. Rồi nè, tiếp luôn dùng nguyên cái mã này. Tiếp lên luôn dùng nguyên cái mã này. Nguyên lên luôn cho chị em mình mã này. Cái mã này lúc trưa sale vậy mình 95.000. Hàng này hàng 109.000 lên luôn dùng mã xịn. Và hàng này hàng 280.000. Bán tặng nó luôn cho trẻ mình con này luôn. Lên luôn dùng nguyên cái mã này là tặng à 85.000. Cho nó gọn đi. Chốt mã xịn 85. Hàng này đang hàng 109 và hàng tách của nó là 280.000. Bôn. Hàng tách nè. Hai con size 57 58 độ về là trẻ mình chốt đẹp hai con. Rồi lên luôn dùng mã xịn đỏ. Xịn đắt. Màu đỏ này, màu cam chứ không phải là 85.000 luôn. Toàn bộ hàng này hàng bô mới bán hàng giá này nhé. Rồi nhớ chị nào lấy xịn lấy xịn. Rồi hai con này size gì đây? Đây nè. Từ lúc mà sale 89.000 này trẻ mình nè. Hãy này từ lúc sale 89.000. Cho Phạm Hương con. Kèm màu đi Phạm Hương ơi. Kèm màu đi, không có màu chịu luôn. Rồi lên luôn dưỡng mã này size XL. Lạnh quá tan đây nha bà. Size XL hàng 2 lớp hàng công ty nè. Size trẻ mình đến 60 độ về. Cái mua. Lên luôn cho trẻ mình mã này là mã tặng 65 nốt. Xịn đắt kì. Chị Đăng thì Thu Thủy không chia sẻ. Cái gì mà hàng bôm hàng xả em chỉ chốt lên cho những chị nào chia sẻ thôi. Còn chị nào không chia sẻ bỏ qua nhé. Rồi tiếp lên luôn dùng nguyên cái mã này. Comment mã này là mã 65k nốt luôn. Hàng bôm thôi. Chứ còn bình thường làm sao bán như vậy mà được giá này. Được hai lớp hàng công ty. Một con màu xanh đậu, một con màu xanh biển. Size XL. Chị Diễm Kiều không chia sẻ. Chị Trần Thị Thu Thủy không chia sẻ. Chị em mà lưu ý hai xem like nhà Nguyên là để nè. Những cái gì hàng bôm nè. Hàng xả nè. Hàng xả đầu like ấy. Thì là Nguyên chốt cho những gì đã, người nào chia sẻ thôi. Đã chốt màu kia rồi. Không chọn màu lên màu kia rồi. Rồi lên luôn những mã này là mã 65k 2 lớp. Tặng 65k 2 lớp. Chị nào lấy tặng 65 lên tặng 65 2 lớp dùng đi nhé. Tặng 65 2 lớp. Hả? Trời ơi con kéo Nguyên hay mang. Giống cái con Nguyên đang mang. Rồi lên luôn những mã tặng quần kéo 39k luôn.
39k và size này 57 58 độ về chị em chút đẹp. Chút mã này lên cho mã tặng đùi 39. Comment mã tặng đùi 39. Ai lấy cái này lên tặng đùi 39k luôn nhiều nguyên. 65 cho chị Ngọc Hiếu con, không chọn màu. 65 đây. Rồi lên luôn những mã này là 39. Không. À, cho Phạm Hương cái đi. Phạm Hương cái đấy đi. Cái này à? Ừ. Phạm Hương cái 85 đi. À, 39 cho Phạm Hương. Hả? 65 Ngọc Hương, Ngọc Hiếu, 39 cho Phạm Hương. 39 cho Phạm Hương. Rồi nha, tiếp chắc là giờ chị mới chỉ lên luôn cho chị em mình là những cái mã hàng lẻ thôi. Chứ còn còn không lên hàng hàng nguyên ri, hàng mẫu mới được. Nha, tại vì view kém quá. View kém quá không lên được. Rồi xả hai bao hàng lẻ này nè. Kéo mấy bao hàng lẻ này ra bán tặng đi. Nha, giờ lên hàng lẻ thôi chị em mình. Ráng like được 10 giờ chứ. Lại nghỉ sớm như thế này. Đâu? Đây nè, mấy cái bao này là bao hàng lẻ này. Tặng hàng lẻ đi. Đùi kéo hết rồi. Đùi hết chứ chị ơi. Đùi hết. Hết đùi rồi nha. Trời ơi, áo bò rip cổ. Áo bò rip có cổ màu đen. Rồi lên luôn những mã này, mã tặng. Bán tặng cho chị em mình con này luôn. Cái này phông của nó là phông cà rốt. Phông phải không? Cà rốt đó mà phông lẫn lẫn ấy. Không có ngắn quá chị em mình ơi. Nè, tay chị em mình 55kg quay đầu là chị em mình chút đẹp. Nha, 1, 2, 3, 4 con. À, con này là mã trơn túi rồi. Rồi lên luôn những mã này 45 có cổ luôn. Cái này bóc ngẫu nhiên nhá, có con theo có con không theo. Bo rip dùng nguyên nhá, 55 kg quai đào mang đẹp tặng 45k luôn. Ai lấy cái này lên nhìn tay luôn dùng nguyên mã này là mã tặng 45. Thì giờ cái này không nổi comment nữa chị. À, sao? Cái này giờ nó không nổi comment nữa. Không coi được. Chốt lên luôn những mã tặng 45k đen. 35k đen có cổ. Ai lấy cái này lên nhanh tay luôn dùng nguyên nhá. 35k áo quên lộn. 45k đen. Hàng bo rip có cổ này chị em mình nè. Bao rẻ luôn, đi nhập không được giá này đâu. Đi nhập đảm bảo không được con này đâu. Nha, vì là hàng giờ nó lẻ size, lẻ số, lẻ mẫu ra. Bán tặng luôn cho chị em mình luôn. 45k. Đây này được 3 con có cổ thôi. 3 con có cổ, chị nào lấy có cổ lên có cổ. Thấy khách còn coi like nhiều mà thấy đang đứng đơ luôn ấy, chả thấy ai nói năng gì hết luôn ấy. Ráng cứ ráng đi, ráng tới 10 giờ rồi nghỉ. Nha, rồi lên cho mã túi. Bo rip luôn. Bo rip luôn. Rồi con này đang còn một con sinh nhiệt. Tặng nốt luôn cho chị em mình con này luôn. Lên mã sinh nhiệt. Để chị đi hàng lẻ thôi nhé. Chúc cho chị nào chia sẻ. Rồi lên mã sinh nhiệt. Xây mờ. À, chữ cho chị Nguyên đi sao. Này chữ cho chị Nguyên. Đây chị Nguyên. Chữ cho chị Nguyên. Rồi lên luôn những mã tặng bé. Tặng bé xây 13kg. Xây 13kg đổ về. Quần bò cho bé nè. 13kg đổ về lên bán tặng luôn cho trẻ mình con này à. 30k luôn. Chà chả con này khách nhà Nguyên lên tìm nè. Chiều giờ bao nhiêu người khách lên tìm con quần sọt nè. Con quần sọt tím này rồi chiều đến giờ bao nhiêu người nè. Trời ơi, size 57 đổ về. Ai nhanh tay có. Lên luôn những mã đùi tím. Đùi tím 49.000. Chiều giờ bao nhiêu người lên cũng hỏi cái mã này. 49.000 đùi tím. Chị nào lấy đùi tím lên đùi tím 49 luôn dùng lên nhé. Đùi tím 49. Quần xịn nam này 85.000. 85.000 này. Đây còn sót một con size 57 quay đầu. Sót một con size 57 quay đầu. Chút mã 80 xịn nam. 80 xịn nam. Chị nào lấy xịn nam lên xịn nam luôn dùng lên. Xịn nam. Ai cả trong đây đủ thứ không nè trời. Hồi trưa cái này xây mờ nè. Ủa thế sao không thấy ai hết trơn ấy. Hay trẻ mình có like được không trẻ mình ơi. Có like ok không, có ấy được không mà sao đứng đơ, mã nào cũng đứng đơ thế này. Chả thấy ai nói năng gì hết.
cả hai máy không coi được cầm hai mươi. Thấy còn view đấy nhưng không biết là chị em mình có coi được hay không, thấy đứng đơ biết thôi. Cái một mình nói biết thôi, làm biến sai luôn. Con nào chưa, chị nào chưa có nè. Một con CM rất là nhiều chị hỏi CM không có nè. Mã 45k. Mã 45k, chị nào lấy cái này lên mã 45. Như cái con quần này nè. Con quần này tranh nhau giờ tự nhiên lên không thấy ai chốt hết phí đời chưa. Mới nói thật sự con này bao nhiêu người nhận hàng về hỏi thấy em có nè. Mà sao chị em mình đứng đơ chả thấy nói năng gì hết. Trời ơi, giờ mà sót lại con này. Rồi lên luôn dưỡng mã này. Tặng mã này lên cho mã sơ mi lụa. Màu đen nhá, sơ mi lụa màu đen. Sơ mi lụa màu đen, size này dành cho chị em mình 55 quay đầu. Hả? Lên mã sơ mi lụa dùng nguyên màu đen nhá. Bán tặng luôn chị em mình con này 35.000 luôn. 35.000. 35.000 sơ mi lụa, chị nào lấy sơ mi lụa lên sơ mi lụa. Tao sóc con quần nam. Quần nam hàng này hàng 2 lớp. À 1 lớp. Sơ mi lụa cho chị Trần Phương Thảo. Trần Phương Thảo. Trần Phương Thảo. Rồi lên những mã tặng quần nam. Tặng quần nam size gì đó CM. Đen lụa em hết rồi. Tặng quần nam CM, dặn quần này là quần gió là hàng công ty đấy. Quần gió CM. Tiếm cho chị Phương Phạm. Em vì em nói thật sự con này bao nhiêu khách lên nhà hỏi nè. Đấy. Tiếm này cho chị Phương Phạm. Rồi lên cho mã tặng quần nam. Cảm ơn mã này là mã tặng 19k luôn, size M. Con này là dạng quần gió. Tiếm 49, con này dạng quần gió nha chị em mình ơi. Thấy mà, đâu có bị ẩn đâu. Rồi chốt lên những mã quần gió, quần sọt nam ấy. Tặng 19k luôn. Chị nào lấy mã tặng 19k, chốt mã tặng 19k luôn dùng đi. Rồi lên những mã tặng tím trơn. Cổ này cổ V. Cổ V nhá, size 52 quay đầu. Không hề thấy. Tao có thấy đâu, nhiều khi lên luôn mã nào là nó đứng đơ cái mã đó luôn. Buổi trưa mai lên live sớm đi. Lên live buổi trưa có vẻ là mạng ok hơn. Mạng ok hơn. Nó không có bị đứng, không bị đơ và không bị giật. Tại vì ưu tiên ưng là ưng live buổi tối nè. Nhiều chị em mình coi live, có thời gian coi live, rảnh rỗi coi live. Buổi trưa nhiều chị không coi được. Rồi lên những mã này, mã tặng nhỏ 19k luôn, size 52 quay đầu. V tím toàn bộ cái này chắc có tông tàu như vậy mà nè. Chắc của nó là có tông tàu, chị nào lấy V tím lên V tím. V tím chắc có tông tàu. Cho bao nữa đi sao. Cho bao nữa đi sao. Trời ơi con này. Hàng này là hàng 89k vào mùa. 89k vào mùa không có, giống như là dạ gân ấy. Con này hàng 89k vào mùa không có hàng bán nha chị em mình. Con này xịn đẹp, size 52 quay đầu. Cái này thực sự chị em mình mang mùa nắng mùa mưa gì cũng đẹp hết. Con này nếu bèo chị em mình đi vào shop là bán tiền trăm ấy. Cứ nhận hàng thử con này về dùng nguyên nhé. Rồi lên bán tặng luôn chị em mình con này. Comment mã này là mã tặng 59 tặng tím cho Ngọc Hiếu 19. Ngọc Hiếu 19. Chờ đi đơn rồi chờ, phê tím hết. Phê tím hết. Lên mã 59k size M, size 52 quay đầu. Chốt lên luôn dưỡng mã này mã mồ. Còn một con tím tròn. Cái tím thì Ngọc Hiếu có rồi. Còn một con tím tròn xay nhỏ 19k gọn luôn. Xay nhỏ xay dưới 50 nha chị em mình ơi. Chị nào lấy cái này lên cho mã tím tròn. Lên mã tím tròn. Ai lấy mã tím tròn lên mã tím tròn luôn dưỡng nguyên. Trời ơi cái mã này. Hồi nãy tặng 49k còn một con màu nâu. Con này đẹp nè. Tặng 49 đang còn một con màu nâu. Tím em còn của tím tròn thôi. Chà ơi. Dạ, lúc chiều nhà em chưa chốt đơn hết. Còn nhiều đơn đưa chưa chốt xong đâu. Thì chị Thúy Lê. Thúy Lê luôn. Rồi lên luôn dưỡng mã này. Thúy Lê Ngọc Phạm à. Thúy Lê này, Thúy Lê Ngọc Phạm rồi đấy. 19 nha. 19 luôn. Rồi lên luôn dưỡng này. 59 hả chị ta? 59 đây cho chị Võ Thắm. Những cái này không có giá sỉ đâu chị em mình nhé. Thật sự là và hàng nguyên bán 85.000. Hàng dạ găng này bán 85.000 đấy. Rồi lên luôn những này. Toàn bộ cái này lẻ tẻ thứ cái bán tặng thôi. Trời ơi, lên mã bi nâu.
Be Now là body xịn cho trẻ mình luôn. Cái này dạng sung nhá, dạng dáng sung. Đây luôn dùng mã váy Be. Đúng không? Và Hot Girl, Hot Girl nó bán vậy mà là giá nhân 3 đấy, giá nhân 3 đấy. Cái này giá nhân 3 luôn nè. Lên luôn cho em mình con này tặng 49k. Lên luôn chung mã sung bi 49. Một con sung bi 49. Con này là dáng dáng công sở, vông công sở 48 độ về. 48 độ về. Dòng u mì hàng 48 độ về nè. Vông công sở nhá. Riêng u mì á, chị em mình mang sướng hơn là mang dạng chắc vi tết đổi. Thì cái này nó giả. Rồi lên mã tặng 59k luôn. Comment mã tặng 59, chị nào lấy tặng 59 chút lên mã tặng 59. Rồi lên luôn những mã tặng bé xe 37. Tặng bé xe 37 35k luôn. Con này chắc của nó là cốt tông tàu mịn lắm này. 37kg đổ về. Chốt lên luôn dùng nguyên mã này là mã bé 35. Comment mã bé 35. Ai lấy bé 35 lên bé 35 luôn dùng nguyên. Bé 35. Ba chỉnh hai cái này ba. Không có cái nào coi được comment. Như thế này sao chú? Hai cái này không có nào coi được comment luôn. Vốn vừa đứt và vừa ấy như thế này đâu có coi được ai comment gì đâu. Be Now cho chị Phan Thị Vi. Phút cái mới thấy Phan Thị Vi. Phan Thị Vi. Thằng bé này đẹp lắm chị em mình nè. Cái này chị em mình nếu như mà đi ra mua chắc là mua 80.000. 49.000. Thì là chị em mình sẽ mua với giá 80.000 con. Nha, nguyên lên luôn chị em mình con này xe 37kg đổ về. Đẹp lắm và cái này bé trai bé gái gì mang cũng được hết. 35k nó luôn. Con này chịu luôn. Có trong tàu mình nhá. Rồi lên mã tặng công sở. Xe 50 đổ về. Công sở 50 đổ về. Lên luôn những mã này mã 55 luôn. Màu là màu nâu đậm. Nâu đậm nhá. 59 là gì ta? 59 đây. Cho chị Võ Thắm 59. Võ Thắm 59. Rồi lên luôn dùng nguyên cái này. Chốt mã công sở 55 luôn. Xe 50 52 đổ về. Chị nào lấy công sở nâu lên công sở nâu luôn dùng em. Công sở nâu nhá. Bộ lanh luôn dùng em. À, bán tặng nó luôn cho trẻ mình nè. Hàng này hàng cũng chạy 63.000 nè. Xe 52 đổ về. Hàng này hàng cũng chạy 63.000. Hàng giờ cái này giờ nhiều shop giờ nó mới bán nè. Nó bán là 100.000 ba bộ. 100.000 ba bộ nhưng mà giờ nó mới bán giờ xe rẻ mình 39.000. 39.000. Giờ xuống giờ xuống hàng sale rồi giờ nó họ mới ôm hàng sale vào bán mà. Người ta bán cho trẻ mình 200.000 ba bộ và đi combo. Chốt mã lanh 39k lanh thì thật sự lanh lửng thì không có khi nào có giá này đâu. Nha chị nào lấy lanh 39 lên lanh 39. Ố, ô thế kia. Cái nào hồi trưa nhiều chị hỏi này đang còn sót một cặp. 59k. Xe 31 tầm cho các anh nam nào 62 đổ về. Ta coi được chưa? Không được luôn đúng không? Không thấy comment. Lao đứng lại này vút xíu rồi. Rồi chốt lên luôn những mã 31 nè. 59k này được một con thôi. Xe 31 tầm khoảng 62 đổ về là chị em chút đẹp. Rồi lên luôn những mã tặng nam 59k. Hàng này hàng công ty hàng 295.000. Rồi lên luôn những mã tặng 25. Xe 65 đổ về luôn. Nam 25. Chị nào lấy nam 25. Chút nam 25. Răng bá, tình hình răng bá. Có thấy chi không? Không thấy còn viên mà sao đứng đơ này không thấy cái gì hết. Lâu lâu nó mới nhảy cái. Lanh lấy cho chị Võ Thắm. Lanh Võ Thắm. 39.000. Năm 25 cho Lê Nguyễn Huyền Hăng. Chị Lê Nguyễn Huyền Hăng chết tin giùm em nhé. Lê Nguyễn Hiền Hăng 25 Lê Nguyễn Hiền Hăng. Mượn cái điện thoại kia đi. Cho Hồng Huỳnh với Nguyễn Trinh ghi lại. Lan 39 rồi. Ba ghi mã nó quần nam đi. Còn mấy con bán tặng 25k mắt luôn.
25k. Chị Minh Phương luôn chia sẻ lên luôn nhỉ. Quần nam cho em hồng hình thôi. Hồng Huỳnh, Nguyễn Trinh, Ngọc Hiếu, Minh Phương Lương chia sẻ. Chị Minh Phương Lương coi like chút kỹ nhé. Đơn của chị chắc là bỏ ra hết rồi. Nhân viên bảo là chốt đơn rõ ràng, chụp lại comment mà bảo là không không cầm. Chị tối chị có coi like kho ở đâu mà chốt. Rồi nha, chị nào chưa có mã 5, nam 25, chúc mã nam 25 luôn. Nam 25 còn được mấy con? 25k và size 65 đổ về. Thì sao? Trừ vô cái này cũng nào cũng phiên bản hết hạn không vô được. Rồi nha, chị nào chưa có thì lên đi. Thu Ngưng đi chị em mà nó like chán quá. Đứng biết thôi. Còn chị em mình xem like mà thấy đứng đơ luôn. Không like nổi. Cái này coi như là không thấy gì luôn. Không thấy ai comment bên nào hết luôn. Ba ghi lại đi, 25k mai còn thì bóc, còn hết thì không. Không thấy lại giờ đứng lại chỉ nhìn lại bút comment. Giống như nói chuyện một mình luôn ấy. Không thấy ai comment cái thứ gì luôn. Ai thả tim, thả like, nhảy múa gì cho nó nổ lên thử nào. Rồi nha, lên nữa không quý vị? Quý vị nghĩ là có nên lên nữa không? Cái này bị mực hơn, bị xíu xiu, chỗ này bị mực xíu xiu này. Size dưới 50. Size dưới 50 nhá. Bị xíu xiu chỗ này nè. Đây nè. Rồi lên luôn giữ mã 10k luôn. 10k bị xíu xiu chỗ này thôi, size 48 độ phì. Em mạng mẽ như thế này like. Thầy dạ mình thấy hôm bữa trưa like ok hơn, mạng mẽ ổn định hơn ấy. Nó không có bị... Ôi chào ơi, còn cái mã này. Mã này là được hàng trước. Cái này tách 5 đi, trời ơi. Rồi lên luôn dùng mã chip như vậy mà nhìn cái độ cơ dạng của nó nè. Thấy đã chưa? Thôi 65 cái bạn mau ok. Rồi lên luôn dùng mã này. 2, 4. Cái này có màu lập trẻ mình nhé. Lên mã chip luôn dùng nguyên 5. Rồi lên luôn dùng nguyên. Rồi nhá, chốt lên luôn dùng nguyên 10k chị Ngọc Hiếu lên. 10k chị Ngọc Hiếu. 10k này, mẫu xanh đây cho Ngọc Hiếu. Cho Ngọc Hiếu. Rồi lên luôn dùng nè. Chốt mã chip luôn dùng nguyên nhá. Nguyên lên luôn cho em mình, mã này là mã 60 10 con. Chị em mình nhìn cái độ co giãn của nó này. Đã chưa, 70kg cũng ăn được. Từ 40 đến 70kg cũng mang ok luôn. Chốt mã này lên cho mã chip 60, 5 con nhé. Có màu lặng. Đẹp lắm, chip này đẹp lắm. Rồi lên luôn cho mã tặng chip luôn dùng nguyên này. 60k, 5 con nha. Được cho con này bao xịn và bao đẹp rồi. Khỏi cần phải lăn xăng nữa. Thì chắc cái này coi giãn nhiều, cũng mất mồ hôi nhá. Chị nào lấy cái này lên cho mã chip. Chip con lên luôn cho dạy em là 60k. Cho chị Thúy Lê. Đẹp lắm chị em mà nói. 60k, 5 con. 5 con. À, lấy mã 60, lên mã 60 luôn dùng nguyên nhé. Còn một set chip từ 40 đến 60. À, Bell La Văn chia sẻ lên luôn dùm em chị nhé. Còn gọi là những cái mã hàng xã rồi. Cái mạng nó lèn xèn không có like được. Nên là chị em mình ráng mỗi chị em mình vô xem like, chia sẻ, tương tác lên luôn dùm nguyên. Cho chị mắc mé đi. Ưu tiên cho ai chia sẻ đi. Cọc trong này toàn quần công sở ấy. Rồi lên luôn những mã tặng ngầu. Con này chắc của nó là mì hàng. Tặng ngầu nhá. Sao chị em mình 55 quay đầu em hết chip nhá. 55 quay đầu. Rồi lên luôn những mã này. Chất mã ngầu. Hàng thường là ngố u mì lộn. Lên luôn chạy bên 68 nghìn.
nha. Con nào lên luôn chị em mình, lên bán gọn luôn chị em mình. Mã này là mã ngầu 55, ngầu 55 và 55 đổ về. Chúc lên mã ngầu 55. Lên đi còn con cái cả. Ngầu 55 nhé. Ai lấy ngầu 55 lên ngầu 55 luôn Dương Nguyên. Rồi lên luôn dưỡng mã tặng sơ mấy kiểu. Chiếc hết rồi. 60 là gì? 60 hết rồi chị Phạm Phương ơi. Phương Phạm ơi. Đây nè. Giờ nhiều shop nó mới chạy cái mã này, trong khi Nguyên đã bán hết rồi. Bình thường là Nguyên lên luôn chị em mình 59.000 đúng không? Giờ nhiều shop giờ nó mới may ra cái mã này nó bán nè. Hàng này hàng đặt may và bán lâu rồi, cái mã này Nguyên bán lâu rồi. Cách đây cũng phải tầm 2 tháng rồi. Giờ nhiều shop giờ nó mới may hàng này về nó bán nè. Giờ nó mới chạy hàng này. Và nó bán 100k. Xây mờ cái gì đó chị ơi, mờ cái gì đó chị Tony Chiếc ơi. Rồi Nguyên lên luôn cho chị em mình mã này. Chốt mã sơ mi xây 55kg đổ về. 55kg đổ về nhé. Cái này lên form đẹp lắm nè. Bán tặng luôn chị em mình con này 49k luôn. Sơ mi hoa nhé, hoa nhí. 55 đổ về 49k. Hàng này hình như là Nguyên lên luôn cho chị em là 59 hay 65 gì đấy. Mà giờ người ta mới may về, người ta bán cho chị em 100.000. Đấy nhiều số, thấy 2-3 shop. 2-3 shop nó đang đang về cái mã này nhưng mà hoa nó hoa to hơn xíu. Bán 100.000. Nguyên là mã đó Nguyên qua bữa giờ rồi. Sơ mi cho Khánh Uyên. Sơ mi cho Khánh Uyên. Mã đó Nguyên chạy bữa giờ rồi. Rồi lên luôn những mã tặng đùi sơ mi hoa hết rồi. Tặng đùi CF. Tặng đùi CF sơ mi hết rồi. Cái đó không có deal đâu. Chị em mình sẽ bắt gặp nhiều shop giờ nó mới like cái mã đấy. Mã đó giờ nó like 100.000 đấy. Hàng Nguyên bán cái dễ mà 65 này, 65, 69 nhé. Rồi lên luôn dùng này. Cái này một con, chút mã 4 nút dùng Nguyên nhé. Size này dành cho chị em mình size S. Size chị em mình dưới 50 là chị em mình chút đẹp. Hàng này hàng 69 gì nhỉ. Rồi lên luôn dùng mã tặng 45, 4 nút. Size S thôi. Chị nào lấy cái này lên cho mã 4 nút S. Lên 45k luôn. Chị nào chưa có thì lên 45k. Bộ nam còn sót một bộ. Size này là dành cho các anh nam nào 62 đổ về. Rồi lên lưu dưỡng mã này mã tặng 49 nam. Bộ thể thao nam nhé. Bộ thể thao nam 49.000. Chị nào lấy thể thao lên thể thao luôn dùng 49k. Bộ này bình thường là chạy 79k đó. 49k nó. Chị nào lấy chốt. Một bộ nam thôi. Sao sao? Cái này đằng sau lưng phải có cá nè. Đây 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 đây. Rồi lên luôn những này. Hàng Quảng Châu. Con này đúng đúng chắc là hết rồi chị Khánh ơi. Đúng chắc là mang như là không mang đồ luôn nè. Nha. Rồi lên luôn những mã này là mã tặng sớ. Quần sớ kiểu này nè. 60kg đổ về. Đây nó đâu chị em mình hai con cuối cùng. 35k một con, hàng túi tiết như thế này. Hàng giờ những cái mã này thường là chị em mình đi order nhiều hơn. Order tầm 6-9-7-9.000 coi. Lên luôn chị em mình 35.000 nốt luôn. Bộ hết rồi chị Phương Minh Lương ơi. Chốt lên luôn những mã này là mã sung. Sới, quần sới. Lên 35k. Chị nào lấy sớ lên sớ luôn dùng 35. Chốt mã sớ 35 nhé. Ai lấy sớ 35 lên sớ 35. Sớ 35k. Quần nó mang như không mang đồ luôn. Con này lên luôn cho mã nhỏ. Sớ cho Phạm Hương. Sớ cho Phạm Hương. Chốt mã này mã nhỏ 45kg đổ về. Dặn quần con sởi mà quần dặn quần học sinh. Quần bách ghi ấy. Quần bách ghi. Chốt mã nhỏ 45 đổ về. Chốt mã 40. Chắc của nó là vi tét như vậy mà nè. Trời ơi ơi. Công sở ở trên chưa tắt điện sao? Công sở xe 57 đổ về. Chốt mã này thể thao Nguyên hết rồi. Chốt mã 3 nút. Cái này không lên luôn cho em mình. Mã này là mã tặng 50 luôn đi cho nó loại. Hàng bán 79k. Chốt mã tặng 50 xe 57 đổ về. 50 xe 57 đổ về. Chốt mã 50 dùng Nguyên nhé. Lên mã 40 là gì ta? 40 cho Khánh Uyên. Không chị Nguyễn Phượng không chị ơi. Nguyễn Phượng không chị nha. Mã dài tay rồi. Con này dài tay nhá.
50 cho chị Nguyễn Thu Hà. Nguyễn Thị Thu Hà không chia sẻ thì bỏ qua cho Khánh Kim. Rồi lên luôn những mã này. Dài tay 20k, size nhỏ nhé, dài tay 20k. Chị nào lấy dài tay lên dài tay 20k lên. Ồ, lên luôn những mã kiểu. Trời ơi. Sao chị em mình 57kg đổ về. Dạng bẹt vai nha chị em mình ơi. Dạng bẹt vai một cái dây trên nè. Lên luôn những mã kiểu đỏ đô. Tặng 35 hàng này, hàng Quảng Châu nhé. Hàng Quảng Châu nè. Đẹp lắm, con này lên mã tặng 35k luôn. Chị nào lấy mã kiểu đỏ đô, chút mã kiểu đỏ đô. Thế là những cái này là hàng lẻ, thứ còn con ấy. Thì bỏ chung, tấm hết vô đây luôn ấy. Đây nè, con này như bị đổ chiếc. Được chị ơi, được. Con này như bị lỗi xíu chỗ nào. Không phải. Đây nè. Cái này kiểu cho chị Duy Anh. Kiểu cho Duy Anh. Dài tay cho Tiên Võ. Kiểu nó 35. Dài tay 20 cho Tiên Võ. Dài tay 20 cho Tiên Võ. Duy Anh nè. Duy Anh. Yeah. Duy Anh. Cái này nó bị xúc một xíu nè chị em mình nè. Con này đẹp lắm. Bị xúc một xíu cái này chị em mình phải chịu khó đạp lại thôi nha. Lên luôn chị em mình con này 29k. Hàng này hàng bán 49. Chị em mình đạp lại chỉ có 5.000 thôi. Đạp một con áo chỉ có 5.000. Lên luôn chị em mình con này mã tặng 29k. Chị nào lấy cái này lên trong mã nâu 29C55 quay đầu. Bị xúc một xíu thôi. Chị em mình ra đạp lại 5.000 chứ mấy. 29 cho hình thương. 29 cho hình thương. Bộ thô tiết anh. Hàng này hàng 75. Còn chị em mình đi ra ngoài á, mua dòng này, hàng tiết anh này, hàng thương hiệu rồi nè. Tay này 55 đổ về. Chút mã 65k luôn. 65k màu này đẹp, 6 được một bộ. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng em. Mã túi, size 55 đổ về. 65k nó. Hàng tiết anh là hàng người ta chạy 101, 102. Hàng này là hàng có thương hiệu rồi nè. Comment mã này là mã bộ luôn dùng em. 65, size 55 đổ về. Chị nào lấy bộ lên bộ luôn dùng em. Chút bộ 65. Bộ này là hàng nguyên chạy 79.000. Hàng nguyên chạy 79.000. Rồi lên là những mã tặng quần nam. Quần này là dạng quần ngủ ấy. Quần mặc nhà của nam ấy. Hàng 85k. Túi cho chị Trăm Phúc. Bộ ấy sao? Thời Trăm Phúc. Rồi lên là những mã tặng quần nam. Hàng này dạng quần ngủ hàng công ty này chị em mình này. Hàng 85.000 này. Size này 62 đổ về. Nha. Cái này mang ở nhà sướng lắm. Anh chồng nguyên lúc đầu kêu là mang con quần này ngắn ngắn đi à. Rồi xong mang rồi sướng. Nhẹ mát. Mang ở nhà. Nhá. Chị nào lấy cái này đây. Mang ở nhà mang đi tập thể dục. Nhá. Hàng này chị em mình đi vào các shop đồ lót được của nam với người ta bán thì em rất là cao. Hàng 85.000. Con này lên luôn chị em mình 25.000 nam. 25.000 nam còn sót được cái. Chị nào lấy 25.000 nam lên mã 25.000 nam. Xét nè đau vẫn rơi rớt lại cái người ta. 25.000 nam. Chị nào lấy 25.000 nam lên 25.000 nam đi nhận đi. Rồi lên luôn những mã ba lỗ. Quần nam cho hình thương. Ôi cái này bị dơ nè. Cái này bỏ ra đi, bỏ ra cho mẹ. Ghi cho Hạ Nguyên giặt đi. Giặt mang đi. Rồi lên luôn những mã này, mã 50k luôn. Size 50 quay đầu. Chốt mã 50 quần công sở màu nâu tay. Nâu tay, chốt mã nâu tay. Chị nào lấy nâu tay lên nâu tay luôn dùng Nguyên. Comment lên mã nâu tay nhé. Rồi chốt lên mã 20. Được hai con. Màu đậm này hồi hôm qua chị nào hỏi nè. Nhưng mà cổ ve này phông nhỏ, phông 50 quay đầu. Quần ngủ nam hết. Quần ngủ nam hết. Nâu tay cho chị Khánh Nguyên. Khánh Nguyên còn con này nữa nè. Nhiều. 50k nốt luôn. Lên nhà soạn không có giá này đâu. Bây giờ em sẵn em bỏ ra em xả hàng lẻ thôi. Lên nhà là không có giá này nhé. Còn một cái này xe 52 quay đầu. Chốt mã L. L 52 quay đầu. 50k nốt luôn. Chị nào lấy L lên L. Trời ơi quần này. Con này xịn xò. Con này là hàng Quảng Châu. Tem là tem lụi này nè.
tem nè. Size gì đây? Size L. Size L cho Hồng Huỳnh 50 luôn. Hồng Huỳnh 50. Chị em mình biết con này á 65kg vẫn mang được. Dạng dáng boy hàng nào Quảng Châu. Dáng boy hàng Quảng Châu nhé. 65kg vẫn mang ok. Lên mã này là mã 85. Con này là hàng Quảng Châu như vậy mình đó. Đây chị em mình đi hàng shop là con này lên giá gấp đôi này, gấp 3 này. Gấp 3 lần. Nha, chốt lên luôn dưỡng mã này là mã riêng 65kg vẫn mang ok. Chốt riêng. Quần đó nó không co giãn nha chị em mình nhé. Quần đó thì không co giãn rồi. Dạng quần quần hơi hơi giống quần giấy ấy, nhưng mà nó dài hơn. Dài hơn, không giãn. Rồi lên luôn dưỡng mã bộ tặng mẹ. Bộ này là bộ lụa cho chị à. Đó, 65 gì ta? 65 là gì ta? 65kg à hay là gì? Con này 85k. Rồi lên luôn dưỡng này, giống như là lụa siêu nhẹ chị em mình này. Rồi lên luôn dưỡng mã bộ trung tuổi. 30k mốt luôn. Bộ siêu nhẹ sẽ 60 đổ về. Chốt mã 30. Chị nào lấy mã 30 lên mã 30. Toàn hàng nhà nguyên like xong nó lẻ tẻ ra như những cái bộ nào nè. Lúc về về một lèo xong cái like hỏi rớt lại cái là nguyên cũng sale hết. Chứ nhiều chị lần đầu tiên xem like của nhà nguyên tưởng là hàng gì. Tưởng như là like từng cái này, tưởng 30 cho Phạm Hương. Like từng cái nè. Asemi nào không? Giống như là người ta like đồ si á. Rồi lên luôn dưỡng con này 3 lỗ nè, 20k. Xây 62 đổ về. Chút mã 3 lỗ, 62 đổ về. 20k nốt. Chị nào lấy áo nam lên áo nam. Quần nam này là quần nam 49 nè. Xây 65 đổ về. Chút mã quần nam 35. Áo nam 20, quần nam 35 luôn cho nó gọn. Trời ơi. Còn được 2 con áo sơ mi hàng công ty nè, 45k nè. Cái này bán 49k xong bán tặng cho chị em mình 45k CM. Ê cái mã hồi trưa lên like cho chị em mình đây. Cái con màu trắng ấy. Đang còn một con màu vàng. Theo hết. Vàng này. Vàng gấu và hồng gấu. Toàn bộ là CM, C55 quay đầu. 45k nó. Áo nam cho chị Hồng Huỳnh. Áo nam ấy sao? Áo nam màu xám này. Chị Hồng Huỳnh 25. Nhiều. 25. À không. À, quần nam 35. Áo nam 20. Quần nam á, ông xã lấy quần nam 35, Hồng Huỳnh. Vàng mờ cho Khánh Uyên à. Phải không? Khánh Uyên 45 vàng mờ. Rồi còn hồng mờ. 45k hồng mờ. 45k hồng mờ. Cái này đẹp lắm, cái này không cần phải quảng cáo gì đâu. Nhá. Cho thêm bao lẻ nữa đi vô vô Rồi tặng bé size này dành cho bé nhà mình tầm khoảng 12 đổ về, bộ gấm. Comment lên mã bộ bé 30. Bộ gấm nha. Size 12 đổ về, chị nào lấy gấm lên gấm, rẻ quá, cái này dễ thương nè. 30, chốt mã bé 30. Chị nào lấy bé 30 lên bé 30 giúp Nguyên nhé. Comment lên bé 30. Rồi cho bà xã một bao nữa. Gắn nó một bao nữa. Bé cho hình thương. Bác cho mình thương. Đây còn một con quần nam nữa nè, size 68 đổi về. 35k, cái này ép văn nổi hơn chút nè. Bé hết nha. Rồi lên mã quần nam 35. Chị nào lấy quần nam 35 lên quần nam 35 dùng nguyên một con. Bác bao đây cậu. Đây còn một con áo nam nữa nè. Áo nam trắng 18k nốt luôn, size 62 đổ về. Chị nào lấy áo nam lên áo nam. 62 đổ về nhé. Ai lấy áo nam lên áo nam luôn nè. 62 đổ về. Trời ơi đâu còn cái set này trời. Bán tặng nốt luôn cho trẻ mình. Cái này dạng số, cái này dài. Áo nam cho chị Trần Phương Thảo 18. Mình nói riêng con quần này chị em mình mua không bao rẻ rồi nè. Nha. Riêng không con quần này chị em mình mua bao rẻ rồi nè. 57, 58 đổ về. Chị em mình nhìn này, chắc con này đã lắm luôn. Và cộm ấy. Trời này mang con áo này thì hơi nóng xíu. Hơi nóng một xíu. Nha, lên mã set. Chốt mã set. Tặng nó luôn cho chị em mình mã set này.
cao hơn Thảo? 18 ạ. 18 cao màu trắng hay sao? 18. Ông nội ngủ rồi. Size 57, 58 đổ về. Con này lấy sang á. Mà hơi dài, con này hơi dài. Rồi bán tặng bán cho dẻ mình con quần và sale cho chị em mình kèm khi áo nha. Chú lên luôn dựng mã set này bán tặng nó luôn cho chị em mình 55.000. Hàng set này đang bán dẻ mình là 100 mấy, 101 à. 101 à, phải không? 50 riêng con quần này không đã thấy rẻ rồi nè. Rồi lên luôn dựng mã set hồi nãy mới vừa nói năm mấy, 55k nó set luôn. Chị nào lấy set lên set. Ai chưa có set lên dựng đi. Bao này trong này toàn bộ là áo rời quần rời á, áo nơi quần nhỏ rồi, áo 58 em hết rồi. Cái bao này toàn bộ áo nơi và quần nhỏ rồi. Được mấy con sơ mi này bán tặng nó luôn cho chị em mình cho nó gọn. Hàng đang chạy luôn cho chị em mình 83.000. Con này hàng đang chạy cho em mình 83.000, xây 60 đổ về. Con này đẹp lắm, còn được 2 con. Hàng này đang chạy cho em mình là 83.000. Xây này 55 đổ về thôi. Chốt mã sơ mi luôn dùng nguyên nhé. Xót lại này. Đẹp chưa? Lên mã 59k, con này đẹp lắm. Hàng này đang chạy 83, không bao giờ nói điêu này. Xe 55 đổ về. Lên luôn dưỡng mã sơ mi hồng 55 đổ về, cái này còn sót sót lại tẻ thôi nhé. Lên luôn dưỡng mã này là mã 59k hồng. 59k hồng, chị nào lấy 59k hồng lên 59k hồng. Còn bộ hàng 115 nè. Hàng 83 nè. Lên 59k. Hồng có 2 size. Hồng xây 2 size cho chị bỏ thắm con này 59. Rồi xây XL xây 60 đổ về 59 à. Bỏ thắm cô ta chưa là 59k. Xe XL nữa nè. Chị nào lấy hồng XL là xe 60 đổ về 59k. Chị bỏ thắm được con xe L ở xe M rồi. Còn con xe XL xe 60 đổ về, chị nào lấy chốt sơ mi hồng 60 đổ về. Rồi lên nó luôn dùng hai con này. Hai con này, hai con lên. Nó xong cái cặp này là nguyên ngưng luôn trẻ mà nó view chốt chậm quá nên là làm biến lắm luôn. Không có xe S gì ạ, còn cho chị Khánh Nguyên không có S nha. Giờ cái này là hàng hiếm nè, 49.000. chị nào lấy cái này lên chương mã này là mã tay lưới hồng 49.000, xe 60 đổ về. Cái này toàn bộ là M là nhỏ nhất rồi. Chị nào lấy tay lưới lên tay lưới. Con này xinh nè. Con này rất là xinh luôn. Rồi lên những mã nơ này 55kg quay đầu. Xe M em hết rồi chị Trần Phương Thảo ơi. Chị nào lấy cái này lên chung mã nơ. Toàn bộ hàng này cũng chạy 83.000 hết. Lên gọn luôn cho dạy em mình là 59.000. Cái này xinh nè. Cái này cột nơ kiểu một bên và kéo dây kéo phía sau nhé. Kéo phía sau lên luôn những mã nơ. Nơ cho chị Trần Phương Thảo nè. 59k đây. Tay của nó dặn bồng và ấy nơi vậy nè. Cho chị chào khuyên xảo. Rồi còn một nơi xây mờ nữa. 55kg quay đầu. Ai lấy nơi xây mờ, lên nơi xây mờ luôn dùm đi. Rồi nha. Thôi ngưng đi trẻ mình hả. Ngưng đi. Tắt like nha. Hàng trẻ mình trưa mai đi. Like buổi trưa, like nhiều xíu. Ráng like nhiều xíu là mạng nó ok hơn, trẻ mình chốt được nhiều hơn. Mấy hôm rồi toàn buổi tối là chốt lờ đờ mạng thì đứng đơ suốt, đứng đơ liên tục. Rồi Nguyên ngưng like nha trẻ mình nhé. Rất là nhiều hàng lẻ luôn. Cái này trẻ mình nhìn để Nguyên quay cái cam cho trẻ mình thấy nè. Đây là một đống hàng lẻ. Đang tính để xả với hàng lẻ nè.
Nhưng mà cứ view làng sàn đang quay luôn cho trẻ mình một góc. Một góc hàng lẻ này để trẻ mình nhìn cái đống hàng lẻ của nhà Nguyên đi. Đấy, nó nhiều, cực kỳ nhiều luôn. Đây đóng, bên kia đóng, trong góc nhà đóng, kìa like sau lẽ ra cái. Rất là nhiều. Đây, nhiều khi trẻ mình mới vô xem like là lại tưởng là like cái tưởng là hàng đi ra gom hàng si, hàng thanh lý. Thì khi muốn like ra ấy, không em hết chân váy đen rồi. Thôi Nguyên ngưng nha trẻ mình ơi. Hàng hôm nào view đông đông bán tặng hết cái đống này cho nó gọn nhé. Nhiều lắm. Thế là like ra hết mẫu còn rất được cái. Thôi, video này like bất chán luôn ấy. Em nãy giờ em chán lắm, em ráng lắm mới được đến 10 giờ. Thiệt luôn ấy. Nơi chị Trâm Phúc. Làm chi có chuyện lên cái nào hết cái nấy người. Cái gì người ba rớt lại con hai con hết đấy. Nhiều mẫu vào nhà nguyên ngày nào cũng về mẫu mới hết là mẫu rớt lại chỉ cần mẫu rớt lại 3 con, mẫu rớt lại 5 con ở đâm ra nó lên hàng lẻ nhiều, hàng lẻ nhiều lắm. Nên là định là buổi trưa lên hàng mới, buổi tối là lên hàng lẻ. Buổi tối mấy bữa nay là cả mấy ngày rồi là view nó mạng nó đứng đơ. Với lại tương tác kém nữa. Chưa kể hàng lớn, rồi cả hàng bé nữa. Cả hàng bé nữa. Rồi ok, Nguyên ngưng like cho chị em mình nhé. Rồi, bye bye chị em mình nha. Than chớ, phải than chớ.